tinh thần đến đây, họ phải ngồi trên chiếc minivan nhỏ, xe lắc lư suốt chặng đường, từ thị trấn đến căn cứ phải mất 6 tiếng. Chiếc xe địa hình của Mục Đình Kiêu nhanh hơn và ổn định hơn. Đến thị trấn mất 4 tiếng, lúc đó trời đã tối. Một số người trong đoàn của Mục Đình Kiêu ở lại thị trấn, số lượng lều mông cổ nhỏ từ năm đã tăng lên 8 cái. Nơi ở của tinh thần và Mục Đình Kiêu đã được chủ nhà trọ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chăn gối đã được trải, ở giữa là bếp lửa, thịt cừu và bò đã được nấu chín sẵn, khi họ vừa tới nơi thì đồ ăn nóng hổi đã được dọn lên bàn. Chỉ còn cơm là chưa chín, đợi cơm chín là có thể ăn được. Tinh thần thấy có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có cả máy tính sách tay. Cô ngồi xếp bằng xuống, chiếm luôn máy tính và chỗ ngồi của Mục Đình Kiêu. Mục Đình Kiêu ngồi bên cạnh cô, nhìn cô mở ứng dụng nhắn tin. Nhiều lãnh đạo cấp cao trong công ty đã gửi lời chúc mừng năm mới cho cô, cô lần lượt trả lời từng người ôn dung đã gửi tin nhắn về tung tích của tony trần nhưng vì ở căn cứ không thể đăng nhập nên cô không thể trả lời máy tính ở căn cứ đều được mã hóa nhiều lớp không thể kết nối với mạng bên ngoài nên cô không nhận được tin nhắn an ninh cũng gửi lời chúc mừng năm mới cho cô chỉ có cảnh thần hành là vẫn không có tin tức gì lâu lắm rồi không liên lạc lý anh gửi cho cô một phong bao lì xì lớn nhưng không kèm theo lời nhắn nào khác dám gửi lì xì cho cô xem ra lý anh cũng có khá nhiều tiền rồi cô nhấn nút nhận lý anh ngay lập tức gửi yêu cầu gọi video tinh thần nhận cuộc gọi wow tinh thần không ngờ cô lại ở trong lều mông cổ giờ làm nghiên cứu cũng ở lều mông cổ à tinh thần cười và nói làm gì có chuyện đó nghỉ tết tôi đi du lịch thôi ồ thế à dạo này cô thế nào lâu rồi không liên lạc tôi vẫn ổn cảm ơn cô và an ninh đều quan tâm tôi. Tôi đã thăng cấp lên diễn viên tuyến 3, ông chủ và các anh chị đồng nghiệp đều rất tốt với tôi. Họ cho tôi cơ hội đóng phim, quay MV cũng để tôi làm nữ chính. Năm ngoái, tôi đã đóng vai nữ chính trong 8 bộ phim, như vậy mà cũng có chút tiếng tăm. Không tồi, chỉ trong 2 năm bước chân vào làng giải trí mà đạt được thành tích như vậy, đúng là xuất sắc. Nếu cô ấy ký hợp đồng với công ty của cận phó ngôn, chưa chắc đã được đãi ngộ tốt như thế này. Hàn Tử Quân đối xử rất tốt với cô ấy. Lý Anh cười hỏi Tinh Thần, sắp cưới rồi, cô đã chọn xong đội phù dâu chưa? Thật lòng mà nói, Tinh Thần chưa từng nghĩ đến chuyện này, cô liếc nhìn Mục Đình Kiêu, vẫn chưa. Vậy tôi và An Ninh đăng ký nhé, những người khác cô tự chọn. Tinh Thần suy nghĩ một lúc, còn phải thêm Ôn Dung nữa. Cô liếc nhìn Mục Đình Kiêu bên cạnh, đôi môi mỏng của anh khẽ nở nụ cười. Tinh Thần ngồi xếp bằng, dựa vào Mục Đình Kiêu nói được rồi cô lên danh sách giúp tôi an ninh ôn dung và lý anh như vậy là đủ rồi mục đình kiêu lên tiếng thêm mục linh linh nữa đúng rồi mục linh linh lý anh lúc này mới nhận ra mục đình kiêu đang ngồi cạnh tinh thần ánh sáng trong lều mông cổ khá tối nên phía sau là màu tối áo của mục đình kiêu cũng màu đen nên cô không nhận ra không ngờ hai người họ lại đi du lịch cùng nhau vào mùng một tết thật lãng mạn mục đình kiêu tiếp lời lát nữa anh sẽ bảo trợ lý liên hệ với họ đặt may váy phù dâu theo số đo của họ tinh thần ngước lên hỏi anh phù rể thì sao trong các thanh niên nhà họ mục mà chọn thôi cô bật cười nói như thể họ không muốn làm phù rể vậy nếu không có mục đình kiêu họ đều không thể thuận lợi vào được mục thị làm sao mà họ lại không muốn làm phù rể chứ vậy quyết định như thế nhé lý anh thấy hai người họ khá ngọt ngào nên không muốn làm phiền nữa định cúp cuộc gọi video. Trước khi cúp máy, tinh thần hỏi cô ấy, này, đợi đã, tôi nhớ là con của cô vẫn chưa tìm được phải không? Nhắc đến chuyện này, Lý Anh lại thấy buồn. Người biết chuyện này không nhiều, an ninh, tống tinh thần, mục đình kiêu và xếp của cô ấy, Hàn Tử Quân. Hàn Tử Quân nghe nói cô ấy vẫn muốn tìm con, đã mấy lần khuyên cô từ bỏ. Mỗi năm ở trong nước có rất nhiều trẻ em bị mất tích, nhưng số lượng tìm lại được rất ít. Bây giờ sự nghiệp của cô ấy đang phát triển, chuyện kết hôn và ly hôn trước đây phải được giấu kín. Khi cô ấy vừa nổi tiếng, chồng cũ là Cố Thành đã nhiều lần cố dây dưa làm phiền cô. Hắn đã tung tin cho một số tờ báo nhỏ rằng cô đã kết hôn và có con, khiến studio phải đưa ra thông báo và thư luật sư. Cố Thành còn tưởng cô sợ nên muốn làm lớn chuyện hơn. Sau đó, Hàn Tử Quân tức giận, chặn anh ta trong phòng VIP của một quán bar và đánh một trận, từ đó anh ta im lặng không dám làm loạn nữa. Nhưng sau đó, khi cô ấy tham gia nhiều phim truyền hình hơn, quảng cáo nhiều hơn, danh tiếng tăng lên, Cố Thành lại không biết xấu hổ mà tìm đến cô. Không biết hắn ra chọc phải ai, mà công việc kinh doanh xuống dốc không phanh, nợ nần chồng chất, cuộc sống lao dốc. Lý tuyết chê bai hắn không kiếm được tiền, cuộc sống cùng hắn không được tốt, nên ngày nào cũng gây gổ. Hai người ngày nào cũng cãi nhau, cuộc sống trở nên khó khăn. Lúc đó, khi cố thành đến tìm cô, tỏ ra rất đáng thương, khóc lóc, nói rằng hắn hối hận rồi, hận bản thân có mắt không chồng đã chê bai Lý Anh để rồi lấy Lý Tuyết. Anh ta không muốn sống với Lê Tuyết nữa, hắn sẽ ly hôn. Hắn nói hắn muốn bắt đầu lại với Lý Anh. Lý Anh bị sự chơi chẽn của hắn làm cho kinh ngạc. Con của họ đã mất rồi, hắn nói đứa trẻ đó không phải con hắn, chỉ là một đứa con hoang. Chuyện này đối với Lý Anh là một vết thương không thể vượt qua. Cái gì mà đứa trẻ không phải con hắn, là con hoang, chỉ có kẻ vô tâm mới nói được những lời như vậy. Lúc đó, Lý Anh quá tức giận, không kìm được mà đá anh ta ngã xuống đất. Đàn ông, đúng là hạ tiện. Hôm Lý Anh lén ra khỏi viện đi tìm Cố Thành, đã bị hắn hực hực đến mức nào. Bây giờ, Lý Anh đấm đá anh ta, chửi mắng, nhưng anh ta không đánh trả, một tiếng cũng không kêu. Lý Anh đánh đến thở hồn hển, không đứng vững. Người đàn ông không biết xấu hổ đó lại quỳ xuống trước mặt cô, tự tát vào mặt mình, chơ chẽ nói, nếu làm thế có thể làm cho cô hả giận thì hắn sẽ đánh mãi. Hắn còn nói, xin cô cho hắn một cơ hội để hai người bắt đầu lại từ đầu. Lúc đó, Lý Anh đã không nhịn được mà chửi bậy, con bà hắn chứ, bắt đầu lại cái mông khỉ. Lúc hắn đưa cô vào hoàng đình Dạ riêng, hắn có từng nghĩ đến việc bắt đầu lại không? Lúc hắn đưa đứa trẻ đi, Hắn có từng nghĩ đến việc bắt đầu lại không? Lúc hắn suýt đánh chết cô, hắn có từng nghĩ đến việc bắt đầu lại không? Bây giờ lại nói bắt đầu lại, sao anh ta lại không biết xấu hổ như vậy? Chuyện này bị ông chủ của cô phát hiện ra, xếp lại cho người xử lý hắn một trận, nói rằng nếu còn quấy rối nghệ sĩ của mình thì đừng mong sống yên ở đế đô nữa. Ông chủ đứng sau studio là tập đoàn Mục Thị, studio có mối quan hệ tốt với thái tử nhà họ Mục, cũng rất có tiếng trong làng giải trí ngay cả cận phó ngôn cũng phải nể họ ba phần. Từ đó về sau, cô Thành biến mất, nhưng Lý Tuyết lại ngoi lên gọi điện chỉ mắng cô, gọi cô là đồ không biết xấu hổ, hồ ly tinh. Cô gần như trở thành anti-fan toàn mạng của Lý Anh, hễ có video, quảng cáo hay tuyên truyền nào của Lý Anh, phía dưới đều không thiếu những lời chửi rủa của cô ta. Sếp đã báo cảnh sát mạng, kiện cô ta, cuối năm đã mở phiên tòa, cô ta bị phạt hơn 50 vạn. Lúc đó Lý Tuyết và Cố Thành ngay cả 10 vạn cũng không lấy ra được, Hàn Tử Quân nói, thế thì họ vào tù mà ngồi. Cuối cùng, Lý Gia phải ra mặt, bồi thường hơn 50 vạn, đang thông báo xin lỗi trên báo lớn ở Đế Đô, chuyện này coi như đã xong. Lý Tuyết và Cố Thành cũng biến mất từ đó, đã hai tháng rồi. Nhưng cô vẫn chưa tìm thấy đứa bé. Đó là nỗi đau của cô, cô không thể buông bỏ được đứa trẻ. Hàn Tử Quân khuyên cô từ bỏ việc tìm con, vì cô đang đi theo con đường trở thành tiểu hoa đán với phong cách cổ trang dịu dàng, đẹp đẽ, có linh khí, biết chơi nhiều nhạc cụ cổ. Hiện tại, hắn đã đàm phán cho cô ba bộ phim cổ trang, trong đó có hai vai nữ chính và một vai nữ phụ, đầu tư rất lớn để nâng đỡ cô. Nếu lúc này mà tin tức cô đã có con lan truyền ra ngoài, sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Một nữ chính có phong cách tiên khí, lại từng ly hôn và đã làm mẹ, liệu những fan hâm mộ nữ có chấp nhận được không còn chưa biết. Nhưng người hâm mộ nam chắc chắn sẽ thất vọng. Một khi mất đi thiện cảm của khán giả, sau này dù có được nâng đỡ đến đâu, cũng khó có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng, có lẽ ba tuyến chính là đỉnh cao nhất mà cô có thể đạt được. Trước khi vào giới giải trí, cô là một người trầm tĩnh, ít nói, nhưng khi bước chân vào showbiz, cô bị cuốn theo những toan tính hơn thua. Showbiz là như vậy, tính cạnh tranh rất cao, nhiều nữ diễn viên vì muốn giành một vai diễn mà tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy với tính cách của cô, nếu không có ông chủ mạnh mẽ, không có bối cảnh, cô sẽ trở thành vật hy sinh, bị những nữ diễn viên khác dẫm đạp lên để tiến lên. trong hai năm qua, tính cách của cô cũng đã thay đổi, gặp được vai diễn tốt, cô sẽ tranh giành. nếu diễn xuất đạt yêu cầu và được đạo diễn công nhận nhưng không được chọn vì không có tài trợ, cô sẽ không cam tâm mà im đến ông chủ để khóc lóc kể lể. ngày hôm sau, sếp sẽ bảo quản lý mang tài nguyên đến cho cô, để cô có thể nhận được vai diễn mà mình muốn. Những nữ diễn viên bị cô đẩy xuống liền bắt đầu bôi nhọ và cô lập cô. Cô không sợ đắc tội với người khác, trong ngành này, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Các sư huynh trong công ty thật sự đối xử tốt với cô, cô cũng là nữ nghệ sĩ duy nhất dưới trướng Hàn Tử Quân. Dù sếp nói như vậy, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ đứa con của mình, cô vẫn đang tìm kiếm. Cô định mua một căn hộ cao tầng, nối liền hai tầng với nhau. Cô sẽ để đứa bé sống ở tầng trên, để bảo mẫu chăm sóc, khi về nhà, chỉ cần leo lên cầu thang là có thể nhìn thấy con. Việc cấp bách là phải kiếm đủ tiền để mua hai căn hộ đó. Vì vậy, cô mới liều mạng làm việc như thế. Tinh thần im lặng một lúc lâu không nghe thấy cô nói gì, liền hỏi cô còn ở đó không? Ồ, tôi đây, tôi vẫn đang nghe. À này, gần đây cận phó ngôn nhặt được một đứa trẻ, khoảng 2 tuổi, cô xem có giống con của cô không, tôi đoán tuổi tác cũng xem xem đấy. Lý Anh nghe xong liền thốt lên, giọng cao hẳn lên, cận phó ngôn nhặt được một đứa trẻ. Là con trai, khoảng 2 tuổi, con của cô tính ra cũng khoảng 2 tuổi đúng không? Đúng, trước khi tôi vào Hoàng Đình dạ Diên, nó mới được vài tháng tuổi. Chuyện anh ta nhặt được đứa trẻ, cô đừng nói ra ngoài nhé. Đợi hết Tết, tôi sẽ nói với anh ta, để anh ta cho cậu xem đứa trẻ. Tinh thần nghĩ, nếu đứa trẻ 2 tuổi, dung mạo có thể chưa thay đổi nhiều, nhưng nếu lớn hơn thì sẽ khó nhận biết cần phải làm xét nghiệm adn lý anh không thể đợi đến sau tết dù là mùng một tết trời đã tối cô cũng muốn đến nhà cận phó ngôn để xem đứa trẻ đó trông như thế nào cô đồng ý với tinh thần nhưng trong lòng đã nóng lòng muốn đến đó bà chủ nhà trọ đưa cơm đã nấu chín lên bên trong có thịt thơm ngào ngạt vừa nhìn đã thấy thèm ăn cơm đến rồi tôi cúp máy đây vài ngày nữa tôi sẽ nói chuyện với cận phó ngôn cô đừng tự ý đi tìm anh ấy, anh ấy trong trường đứa trẻ rất cẩn thận, cô sẽ không gặp được đâu. Ừm, vừa cúp máy, Lý Anh đã vội vàng đứng dậy, đi lại trong phòng. Cô không thể ngồi yên được nữa, dù có 99% khả năng đứa trẻ đó không phải là con của cô, cô vẫn muốn đến xem. Đứa trẻ là nhặt được, tuổi tác trùng khớp, giới tính cũng đúng. Cô nhất định phải đến xem. Nhưng Tết này, chỗ ở của cận phó ngôn là ở đâu? Với tầng lớp như cận phó ngôn, sở hữu hàng chục căn biệt thự ở đế đô là chuyện bình thường, cô phải tìm thế nào đây? Gọi điện thoại hỏi người quen, có thể sẽ tìm ra, dù sao cô cũng có chút tiếng tăm, công ty cũng đang nâng đỡ, nhưng gọi điện hỏi địa chỉ nhà của cận phó ngôn vào mùng một Tết thì không hay chút nào. Chuyện này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô mà còn gây phiền phức cho cận phó ngôn. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định gọi cho an ninh. Cô không quanh co hỏi thẳng an ninh cận phó ngôn hiện đang ở đâu nói rằng cô muốn đến thăm an ninh rất sảng khoái không cần dùng kỹ năng hacker mà gọi điện trực tiếp hỏi cận phó ngôn cận phó ngôn luôn nhiệt tình với an ninh liền cho địa chỉ ngay hắn còn nói nếu cô đến hẹn giờ trước hắn sẽ bảo tài xế đến đón an ninh đưa địa chỉ cho lý anh đó là một khu vực dành cho giới thượng lưu an ninh rất nghiêm ngặt lý anh nghĩ một lát Nhớ ra một khách hàng từng quay quảng cáo với cô cũng sống gần đó. Trước khi đến, cô gọi cho khách hàng đó, nói rằng tối nay sẽ đến chúc Tết. Sau khi cúp máy, cô khoác áo lên, chọn hai món quà quý giá từ đống quà, mang xuống lầu, đặt vào xe. Chiếc xe mà sư huynh giúp cô chọn là một chiếc siêu xe mui trần màu đỏ, trị giá hơn 300 vạn. Cô cảm thấy nó quá đắt, màu sắc cũng quá nổi bật. Nhưng sư huynh nói, ở Đế Đô, các ngôi sao hạng 3 Hạng tư đều ở biệt thự và lái siêu xe. Không mua siêu xe, khi bị paparazzi đuổi theo, muốn cắt đuôi cũng khó. Cô thấy rất hợp lý, nên đã mua chiếc siêu xe này, nhưng rất hiếm khi lái. Cô lái xe đến khu biệt thự cao cấp, sau khi gọi điện báo trước, nhân viên an ninh trực ban để cô ký tên rồi cho qua. Cô lái xe đến trước cổng biệt thự của khách hàng, thấy ba người đang đứng đó. Khách hàng, vợ anh ta và con trai 17 tuổi của họ. Ba người đang tranh cãi, xe đến gần, vợ khách hàng đang chỉ trích cô. Mùng một Tết mà lại gọi điện thoại chúc Tết, không biết có ý đồ gì, dám quyến rũ ông ngay trước mặt tôi nữa. Con trai 17 tuổi của khách hàng nói, mẹ, chị ấy không phải người như vậy đâu, lớp con có rất nhiều người hâm mộ chị ấy. Chị ấy chỉ là đến thăm khách hàng thôi. Đúng vậy, bà bớt nói mấy câu đi, phía sau cô ấy là tống tinh thần, bà có biết tống tinh thần là ai không? là vị hôn thê của người thừa kế mục thị đó tôi không quan tâm tống tinh thần hay chương tinh thần gì cả cô ta muốn vào cửa này không đời nào lý anh lái xe thẳng đến phanh gấp trước mặt ba người bị bắt gặp tại chỗ cả ba người trông rất khó coi cô mở cửa xe lấy ra một chiếc túi sách mới của một thương hiệu xa xỉ đưa cho nữ chủ nhân quà năm mới túi sách mới của lv bên ngoài không mua được đâu nữ chủ nhà vừa mới mắng cô ngay lập tức thay đổi thái độ, mặt đầy nụ cười, ôi, cần gì phải khách sáo như vậy, vào nhà ngồi chơi đã, mang quả cáp làm gì. Lý Anh lấy ra một chiếc máy bay không người lái nhỏ, đưa cho con trai của họ. Wow, là máy bay không người lái, cái này khó mua lắm đó. Con trai họ thích thú không rời tay. Khách hàng định nhận quà, Lý Anh lên xe, khởi động rồi rời đi. Cô sẽ thường xuyên đến khu vực này, lần sau sẽ đích thân thăm hỏi và tạo dựng mối quan hệ tốt. Hôm nay nếu không thể gặp đứa nhỏ, lần sau cô sẽ đến tiếp. Cô dừng xe trước căn biệt thự của Cận Phó Ngôn, cả khu biệt thự được xây dựng theo địa hình núi, cao thấp không đồng đều, xếp thành hàng. Ngôi nhà của Cận Phó Ngôn chiếm diện tích lớn nhất, nằm trên đỉnh núi, có hoa viên rộng rãi, bao trọn cả đỉnh núi. Lý Anh dừng xe, ngước nhìn lên, thấy trong tòa nhà 7 tầng có đèn sáng, chắc chắn là có người ở đó. Không có bảo vệ đứng gác ở cổng, cổng sắt kiểu Âu có hoa văn được khóa lại. Cô bước lên phía trước, bấm chuông. Người hầu nghe máy, nhìn thấy cô qua màn hình và hỏi, "Ai đấy?" Lý Anh sốt ruột muốn gặp đứa trẻ, "Tôi là bối anh anh, xin hỏi cận tiên sinh có ở đây không?" "Có chuyện gì không? Hôm nay ông chủ nghỉ ngơi, không tiếp khách. Nếu có việc quan trọng, xin hãy hẹn trước." "Ồ, làm ơn chuyển lời giúp tôi, tôi muốn gặp cận tiên sinh, có chuyện rất quan trọng." "Xin lỗi, ông chủ đã dặn kỹ, hôm nay không tiếp khách." không tiếp khách. Lý Anh vội vàng đến đây là để gặp đứa trẻ, cô muốn xác nhận liệu đó có phải là con mình hay không. Lời của người giúp việc như thể đang đuổi khéo cô về, nhưng nếu phải quay về, cô sẽ mất ngủ cả đêm, không chỉ đêm nay mà còn cả ngày mai, ngày kia. Và sau này cô cũng sẽ không thể yên lòng, lúc nào cũng sẽ bận tâm đến chuyện này. Cô nhất định phải làm cho rõ ràng. Lý Anh cúp cuộc gọi, rồi đi quanh biệt thự một vòng. Mùng một Tết, bảo vệ trong khu biệt thự rất ít, đa số đều đã về nhà ăn Tết. Xung quanh có nhiều camera giám sát, cô liều một phen, cược rằng trong phòng điều khiển không có ai, chuẩn bị trèo tường vào biệt thự. Cận phó ngôn là người có địa vị bá chủ trong giới giải trí, còn cô trong mắt cận phó ngôn chỉ là một quân cờ nhỏ bé, không đáng để bận tâm. Dù cô có thăng lên tuyến 3, trong công ty của cận phó ngôn vẫn có quá nhiều nghệ sĩ hàng ba, cô chẳng đáng nhắc đến. Cô đi một vòng quanh nhà, Phát hiện có một cửa sau, cổng khá thấp, cô lái xe đến gần. Xuống xe, cô quan sát xung quanh, đèn đường phát ra ánh sáng lạnh lẽo, xung quanh mấy căn biệt thự đều không có người, chủ nhà không ở đây. Lý Anh bám vào cổng sắt kiểu Âu, trèo vào từ bên ngoài. Cổng không có hệ thống báo động, cũng không có hàng rào điện, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Cô nghĩ, chỉ cần nhìn một cái, xác nhận một lần rồi sẽ rời đi. Cô dám lớn gan như vậy là tin vào mối quan hệ giữa An Ninh, Tống Tinh Thần và Cận Phó Ngôn. Cô là streamer ký hợp đồng với studio của An Ninh, hiện tại là người phát triển tốt nhất, sau này An Ninh có ký hợp đồng với một số streamer nam nữ khác, nhưng không ai có được độ hot như cô. Bước vào hoa viên, vườn rất lớn, xung quanh im lặng đến đáng sợ, cây cối và hoa được cắt tỉa gọn gàng, đều phủ đầy băng tuyết, không có nhân viên nào trực trong vườn. Có ba cánh cửa phía sau, tất cả đều bị khóa cô đành phải vào từ cửa chính. Nói cũng lạ, vận may của Lý Anh khá tốt, ngôi nhà tuy rộng lớn nhưng vắng lặng, ngoài sảnh rộng hàng trăm mét vuông, lại không gặp một người giúp việc nào. Khi nhìn từ bên ngoài, cô thấy ánh sáng ở tầng 3 và tầng 4 là sáng nhất, cô không đi thang máy mà chọn đi cầu thang bộ. Lưỡng lự giữa tầng 3 và tầng 4 một lúc, cô quyết định lên tầng 4, bước vào hành lang. Tầng 4 có mấy phòng, cô đi dọc theo hành lang đến căn phòng có cửa sổ lớn mà cô nhìn thấy từ dưới đường rèm cửa của căn phòng đó có màu ấm, trong khi các phòng khác đều có màu lạnh. Cô đánh liều tiến đến cửa phòng, không gõ cửa mà đẩy thẳng vào. Đó là một căn phòng đầy áp các loại đồ chơi, có rất nhiều xe điện, máy bay, tàu hỏa, xe xúc đồ chơi. Các loại đồ chơi của các thương hiệu lớn chất đầy căn phòng, chỉ chưa lại một lối đi nhỏ. Lý Anh men theo lối đi, tiến vào, căn phòng rất lớn nhưng không có cậu bé nào ở đó, bên trong còn có một phòng nhỏ. Cô bước đến cửa phòng nhỏ, đẩy cửa ra. Cậu bé đang chơi mô hình, mặc bộ đồ nhỏ xinh, nghe thấy âm thanh phía sau, đôi mắt trong veo quay lại nhìn cô. Nhìn thấy Lý Anh, cậu bé ngay lập tức làm rơi mô hình trên tay xuống đất. Lý Anh nhìn khuôn mặt cậu bé, nước mắt trào ra ngay lập tức, cô sợ làm đứa trẻ sợ, lấy tay bịt miệng, không dám khóc thành tiếng. Khuôn mặt này, đôi mắt này, các đường nét trên khuôn mặt, chính là của con cô khi cô và đứa trẻ bị chia cắt đứa trẻ mới chỉ vài tháng tuổi dù đã hai năm trôi qua nhưng cô vẫn có thể nhận ra những đường nét này lý anh chậm rãi tiến đến gần đứa trẻ giọng ngại ngào con còn nhớ mẹ không một đứa trẻ vài tháng tuổi không có ký ức nhưng vẻ ngơ ngác của cậu bé không giống như bị hoảng sợ cậu bé đặt đồ chơi xuống chập chững bước đi chưa vững bước đến trước mặt lý anh nhìn cô một lúc lâu giọng nói mềm mại non nớt cất lên cô là mẹ của con sao Nghe thấy lời của đứa trẻ, nước mắt Lý Anh không kìm được mà rơi xuống, cô không thể kiểm soát được cảm xúc, ôm chặt đứa trẻ và khóc thành tiếng. "Đúng, mẹ đây, mẹ đã tìm con rất lâu rất lâu. Mẹ cứ nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy con nữa. Con có còn nhớ mẹ không, Cố Chi Tinh, con có còn nhớ mẹ không?" Cậu bé 2 tuổi này không giống như những đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ 2 tuổi khác thường ngây thơ, hồn nhiên, không hiểu biết gì, chỉ thích chơi đùa. Khi có người lạ vào phòng, những đứa trẻ nhút nhát sẽ khóc thét lên, những đứa trẻ dũng cảm cũng sẽ gọi người lớn. Nhưng cậu bé này bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ 2 tuổi. Cận phó ngôn nhận nuôi đứa bé. Cô nhớ lại những tin đồn về hắn, hắn lũng đoạn những ngành công nghiệp đen ở đế đô, dưới trướng không ít tay chân, cô sợ hắn sẽ ngược đé đứa bé. Cô nhất định phải đưa đứa trẻ đi. Cậu bé nhìn Lý Anh, giọng nói nhỏ nhẹ, con không phải họ cố ngã. Lý Anh tưởng rằng đứa trẻ là con của Cố Thành nên đặt tên nó là Cố Chi Tinh. Giờ đây biết được thân phận của đứa trẻ, Lý Anh bế cậu lên và nói, "Ừ, sau khi nhập hộ khẩu, con sẽ mang họ mẹ, chúng ta đều mang họ Lý." Cố Chi Tinh không quan tâm lắm đến việc mình mang họ gì, nhưng bên ngoài bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân rõ ràng. Ba ba sắp tới rồi. Vừa dứt lời, cửa kính liền bị đẩy ra. Cận Phó Ngô nhìn thấy Lý Anh đang ôm con mình Liên Kinh ngạc đứng ở cửa. Tinh thần nhận được cuộc gọi của Lý Anh khi vừa cưỡi ngựa từ ngoài về đến lều mông cổ. Trời đã tối, không thích hợp cho người mới cưỡi ngựa. Nhưng Tinh thần đã đến đây rồi, hơn nữa ông chủ có hơn 200 con ngựa, có cả ngàn mẫu đồng cỏ và có hơn 10 con ngựa đã được thuần hóa. Cô chưa từng cưỡi ngựa, rất muốn thử, nên bảo Mục Đình Kiêu dẫn ngựa đi trước để cô cảm nhận khoảng mười mấy phút. Khi Lý Anh gọi điện thoại Cô ấy vẫn đang tranh cãi với Cận Phó Ngôn, nội dung tranh cãi, vừa nghe tinh thần đã đại khái đã hiểu được. Lý Anh nghe tinh thần nói xong, không thể bình tĩnh chờ sắp xếp của cô, đã tự mình đến biệt thự của Cận Phó Ngôn. Nếu cô đi từ cửa chính gõ cửa thì không sao, nhưng đằng này lại trèo tường từ cửa sau vào, tìm lên tầng 4, muốn đưa đứa trẻ đi. Dĩ nhiên Cận Phó Ngôn không đồng ý, cả hai cãi nhau ngay tại chỗ. Lý Anh khăng khăng rằng đứa trẻ là con mình. Cận Phó Ngôn vốn đã rất khinh thường mẹ ruột của đứa trẻ, nên cũng không có cảm tình với Lý Anh. Nghe thấy vậy, anh ta tức giận vô cùng. Đứa trẻ đã bị bọn buôn người bán vào nông thôn, hai năm qua phải chịu đựng biết bao đau khổ, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đứa trẻ. Cận Phó Ngôn có thể nói là rất hận Lý Anh. Nếu không phải vì Lý Anh là người quen của Tinh Thần, là nghệ sĩ dưới trướng của Hàn Tử Quân, còn có mối quan hệ tốt với An Ninh Cận phó ngôn đã sớm tố cáo cô về tội ban buốn trẻ em rồi. Như Lý Anh không quan tâm, cuối cùng đã tìm thấy con, bất luận thế nào cô cũng muốn đưa con đi, không chịu buông tay. Tinh thần là người thứ ba biết chuyện này. Cô đã gọi điện cho An ninh và Hàn Tử Quân, cả hai đang trên đường đến. Khi tranh cãi với cận phó ngôn, cận phó ngôn đã thẳng thắn nói muốn báo cảnh sát. Nếu cảnh sát nhúng tay, Lý Anh dính líu đến chuyện của đứa trẻ này, thì sự nghiệp tương lai của cô sẽ tiêu tan hết. Tinh thần vừa nhận cuộc gọi của Lý Anh, lập tức gọi cho cận phó ngôn. Cận phó ngôn vẫn đang nổi cơn thịnh nộ, cô ta nói với tôi đứa trẻ là con của cô ta à? Dựa vào đâu mà nói vậy? Lúc đứa trẻ bị bán đi, cô ta đã chết ở đâu? Bây giờ tìm thấy con rồi, hừ, muốn bám lấy tôi bằng thủ đoạn này sao? Cận phó ngôn tôi bao năm trong giới giải trí, chưa từng gặp ai dùng con cái để leo lên cả, đúng là mở mang tầm mắt. Nếu không phải cô và An Ninh che chở cho cô ta, tôi nói cho cô biết, ngày mai tôi sẽ khiến cô ta biến mất khỏi giới giải trí. Tống Tinh Thần, cô đừng khuyên nữa, báo cảnh sát là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Nghe ngữ khí của Cận Phó Ngôn, có thể thấy hắn đang tức giận đến mức nào. Tinh Thần chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi, xin lỗi hắn, mong hắn không đuổi cùng giết tận, coi như nể tình mối quan hệ hợp tác giữa họ, Lý Anh là nữ streamer của An Ninh, mong hắn tha thứ cho cô ấy. An ninh điều hành một studio livestream, Lý Anh là streamer nổi tiếng nhất trong studio, nhờ cô ấy mà studio không những không bị thua lỗ mà còn kiếm được chút ít. Những streamer khác dưới sự dẫn dắt của Lý Anh cũng dần dần nổi lên. Lý Anh là trụ cột của studio. Tinh thần kiên nhẫn khuyên nhủ cận phó ngôn, anh đừng giận, đừng bực mình, chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi sao. Nghe tinh thần nói vậy, cận phó ngôn nổi cơn thịnh nộ, hiểu lầm. Cô biết bây giờ cô ta thế nào không? Cô ta đang ôm chặt lấy con tôi không buông, mặc kệ bảo mẫu và người giúp việc cố gắng giành lại, cô ta vẫn không chịu buông, làm đứa bé sợ đến phát khóc. Cô ta còn khăng khăng rằng đứa trẻ là con cô ta, định kiện tôi vì đã bắt cóc con cô ta. Ha, thật là nực cười, tôi chưa tìm cô ta gây phiền phức thì thôi, cô ta lại muốn kiện tôi. Tống Tinh Thần, vì nể mặt cô và An Ninh, tôi đã không dùng vũ lực, nhưng nếu cô ta không buông tay, thì đừng mong sống yên ổn trong giới giải trí nữa. Tinh thần còn định nói thêm gì đó, nhưng cận phó ngôn đã giận dữ cúp máy. Thôi rồi. Tinh thần cầm điện thoại, nghe tiếng máy bận, hai mắt ngây ngốc nhìn Mục Đình Kiêu ngồi bên cạnh. Mục Đình Kiêu cầm lấy điện thoại, đặt lên bàn rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Lý Anh, anh còn nhớ cô gái mà chúng ta cứu ra khỏi Hoàng Đình dạ riêng không? Cô ấy trước đây có một đứa con, mới vài tháng tuổi, bị lừa vào Hoàng Đình dạ riêng, sau khi ra ngoài, cô ấy vẫn không ngừng tìm con em chỉ tình cờ nhắc đến chuyện cận phó ngôn nhặt được một cậu bé độ tuổi trùng khớp với con của cô ấy kết quả là cô ấy đã trèo vào biệt thự của cận phó ngôn còn tìm thấy đứa trẻ giờ đang ôm chặt không chịu buông tinh thần bây giờ không thể đích thân đến đó nhưng nếu đứa trẻ thực sự là con của lý anh và cận phó ngôn thì nghe thật kỳ lạ và khó tin tinh thần nghĩ về thái độ của cận phó ngôn đối với lý anh rõ ràng là không tốt anh ta khinh thường sự yếu đuối của cô thậm chí không muốn ký hợp đồng với cô làm thực tập sinh cuối cùng tinh thần phải nhờ đến hàn tử quân ký hợp đồng với lý anh hàn tử quân cũng khá quan tâm đến lý anh sau năm còn đầu tư rất nhiều để nâng cô lên hạng a nếu chuyện có con bị lộ ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của lý anh việc đầu tư vào cô ấy sẽ trở thành công cốc tinh thần cau mày ngồi bên lò sưởi phải làm sao bây giờ cận phó ngôn muốn báo cảnh sát mục đình kêu ngồi cạnh cô giúp cô tháo khăn quàng và găng tay, an ủi, đừng lo lắng, anh sẽ lo liệu với truyền thông để áp chế chuyện này. Dù có báo cảnh sát, chuyện cũng sẽ được xử lý bí mật, không để sự việc phát sinh và lan rộng. Về thái độ của cận phó Ngôn, anh nghĩ không thành vấn đề, anh ta ít nhiều cũng sẽ nể mặt an ninh. Chuyện này em không lo lắm, điều em lo là Lý Anh không chịu buông đứa trẻ ra. Nghĩ vậy, Tinh Thần gọi điện cho Lý Anh, nhưng lại không có ai nghe điện thoại có lẽ lý anh đang bận ôm đứa trẻ nên không nghe điện thoại cô liền gọi cho an ninh khi an ninh bắt máy cô nghe thấy an ninh đang thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn alo tinh thần tôi đang trên đường đến đó sao cậu lại nói cho cô ấy biết về chuyện đứa trẻ của cận phó ngôn vậy cậu không biết dạo này cô ấy liên tục nhờ người tìm con sao mấy lần nghe nói ở đâu có buôn bán trẻ em cô ấy liền bỏ hết công việc ngồi xe hai ngày hai đêm đi khắp nước đến mấy vùng quê hẻo lánh tìm người nhiều lần đi không công như bị ám ảnh vậy cậu lại nói cho cô ấy biết về đứa trẻ của cận phó ngôn cô ấy không phát điên lên mới lạ tinh thần cảm thấy ái náy cô không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này xin lỗi tôi không ngờ cô ấy lại hành động bốc đồng như vậy tôi vừa gọi cho cận phó ngôn anh ấy muốn báo cảnh sát an ninh giật mình báo cảnh sát anh ấy muốn hủy hoại lý anh sao một khi có vết nhơ lý anh cả đời này đừng mong tiếp tục trong giới giải trí tôi biết mục đình kiêu sẽ giúp đỡ ngăn chuyện này lan rộng À, tôi muốn hỏi cô một chuyện nếu đứa trẻ thực sự là con của lý anh thì sao an ninh bất giác nghẹn lời cô cảm thấy lý anh rất có thể là nhận nhầm trẻ con hai tuổi trông đều giống nhau người nhỏ nhỏ mặt cũng nhỏ có đứa đi còn chưa vững có đứa nói còn chưa sõi rất dễ nhận nhầm nhưng cô chưa từng nghĩ đến khả năng đứa trẻ có thể là con của lý anh nếu đúng là như vậy Hai người họ có một đứa con 2 tuổi. Đầu óc An Ninh trở nên rối loạn. "Khoan đã, để tôi suy nghĩ một chút, tôi cần bình tĩnh lại." Cuộc trò chuyện giữa An Ninh và Tống Tinh Thần đã lọt vào tai Mục Đình Kiêu, anh cẩn thận dùng khăn ấm lau tay và móng tay cho Tinh Thần. Móng tay của cô có bám những hạt tuyết, khi vào lều mông cổ, nhiệt độ tăng lên, tuyết đã tan thành nước. Ngón tay nhỏ của cô bị lạnh đến mức đỏ bừng, da tay trắng mịn, móng tay hơi dài. Có lẽ do việc nghiên cứu quá bận rộn nên quên cắt. Mục Đình Kiêu nói, em bảo cận phó ngôn đừng hành động hấp tấp, đừng gây thương tổn cho ai. Anh có bệnh viện tư nhân, có nhân viên y tế trực, cho họ làm xét nghiệm ADN gấp để xác nhận xem có quan hệ huyết thống không đã, xem kết quả rồi hãy quyết định có báo cảnh sát hay không. An Ninh cũng nghe thấy lời của Mục Đình Kiêu, được, tôi sẽ thuyết phục anh ấy. Chuyện này tinh thần không giúp được gì, chúng tôi ở quá xa, có gì thì gọi cho Sở Vân. Mục Đình Kiêu nói xong, liền lấy điện thoại của tinh thần, vung tay ném vào góc phòng. Anh ấy đang phản đối đây mà, tinh thần khó khăn lắm mới có được hai ngày nghỉ ngơi, nhưng lại phải xử lý những chuyện như thế này, không có thời gian để ở bên anh ấy. Đúng là nhỏ nhen. Không biết Mục Đình Kiêu lấy ra từ đâu một chiếc kéo cắt móng tay, giúp tinh thần tỉa móng. Anh không cắt quá ngắn, trừ lại một chút phần trắng, mỗi khi cắt xong một chút, anh lại cẩn thận ngắm xem độ dài đã vừa đẹp chưa bàn tay của tinh thần thon dài ngón tay nhỏ nhắn và dài không có khớp xương nổi rõ làn da trắng mịn anh tỉ mỉ ngắm nhìn bàn tay đã cắt xong của cô hài lòng nói đẹp lắm tinh thần nghe vậy bật cười tất nhiên rồi không nhìn xem tay ai chứ khi cô đưa tay kia ra đó là tay đã bị thương hồi nhỏ cô bị đánh đến mức da chóc thịt bong ngón cái và ngón trỏ vẫn còn vết sẹo rõ rệt tinh thần vừa đưa tay ra thấy vết sẹo liền lập tức rụt tay lại mục bình kiêu nhìn thấy vết sẹo ánh mắt anh thoáng dừng lại rồi kéo tay cô lại dưới ánh đèn vàng nhạt vết sẹo trên tay cô hiện rõ một màu hồng nhạt khác với vùng da xung quanh có nếp nhăn mục bình kiêu nhìn chằm chằm vào vết sẹo một lúc lâu tinh thần định rút tay lại nhưng anh vẫn nắm chặt không buông sau một lúc anh đột nhiên ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng em bị từ lúc nào vậy Tinh thần nghĩ một chút, chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hồi nhỏ cô thường xuyên bị đánh, số lần bị đánh nhiều đến nỗi, dù chi nhớ có tốt đến đâu cũng không nhớ rõ chính xác là ngày nào. Trước 8 tuổi, em quên rồi. Lúc đó, chắc đau lắm. Tinh thần mỉm cười nhạt, muốn rút tay về nhưng anh vẫn không buông. "Không đau, lâu rồi, không còn đau nữa." Mục Bình Kiêu không nói gì thêm, ánh mắt anh sâu lắng nhìn vết sẹo rồi cúi đầu hôn lên vết sẹo trên tay cô. Tinh thần cười, từ từ dựa vào lòng anh, tựa vào mục đình kiêu. Trong lều không có điều hòa, chỉ có lò sưởi để sưởi ấm, cô khá sợ lạnh. Mục đình kiêu ôm chặt người trong lòng, hôn lên cổ cô một cái thật sâu. Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Mục đình kiêu tắt đèn. Nhiệt độ ở Tây Bắc rất thấp, trong lều không có máy điều hòa, đốt than lại sợ ngộ độc khí CO2. Trước khi ngủ, Mục Đình Kiêu đã bảo người dọn than đi. Tinh thần vốn lạnh từ nhỏ, có lẽ do thời thơ ấu không được chăm sóc tốt, lớn lên tay chân thường xuyên lạnh buốt. Hai người nằm xuống, chăn gối đều mới, nhưng đây là lần đầu tiên Tinh Thần ngủ trên một chiếc giường thấp như vậy. Cô không dám cử động, nằm thẳng cứng đờ, mắt trong veo nhìn lên trần nhà. Trong bóng tối, bàn tay nóng bỏng của Mục Đình Kiêu đưa vào trong chăn, ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô có chút căng thẳng, tim đập loạn xạ, đã lâu rồi hai người không gặp nhau. Yêu xa tiểu biệt thắng tân hôn mục đình kiêu hôn lên má cô giọng trầm thấp nói muộn rồi ngủ đi tinh thần vốn đang mong chờ nghe mục đình kiêu nói mấy lời này hy vọng như tan thành mây khói cô quay lưng lại không để ý đến mục đình kiêu cả hai đều đã trưởng thành ý tứ rõ ràng như vậy anh không hiểu sao giả vờ gì nữa chứ cô quay lưng liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của mục đình kiêu anh hỏi có muốn không Ai muốn chứ, thật là. Cô không thèm. Tinh thần không đáp lại, Mục Đình Kiêu ôm lấy eo cô, kéo cô quay lại đối diện với anh. Xung quanh tối đen, chỉ có đôi mắt sáng rực của Mục Đình Kiêu nhìn tinh thần, mong chờ câu trả lời từ cô. Lập tức, mặt tinh thần đỏ bừng, cô muốn thoát khỏi Mục Đình Kiêu. Nhưng anh ôm quá chặt, cô không thể thoát ra. Mục Đình Kiêu thì thầm bên tay cô, giọng khàn khàn, nhưng anh muốn. Tinh thần không dám cử động, đờ ra nhìn Mục Đình Kiêu hai giây. Mục Đình Kiêu mỉm cười nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, rồi hôn lên nó. Lại một đêm triền miên. Sáng hôm sau, Tinh thần tỉnh dậy, Mục Đình Kiêu đã không có trong lều, anh ra ngoài chuẩn bị bữa trưa. Đêm qua cả hai đều ngủ muộn, tiểu biệt thắng tân hôn, đêm qua Mục Đình Kiêu như sói đói, quấn quýt lấy Tinh thần thật lâu. Tinh thần dậy, nước rửa mặt đã được làm ấm sẵn đặt ngay trước cửa. Cô mặc đồ chỉnh tề, chuẩn bị rửa mặt thì điện thoại reo. Là an ninh gọi, tinh thần bắt máy. Tinh thần, giờ tôi mới dậy, đêm qua về muộn quá nên chưa kịp gọi cho cậu nói chuyện này. Sao rồi? Đêm qua khi tôi đến, cận phó Ngô nhất quyết không nhượng bộ, nói rằng nhất định phải báo cảnh sát, tôi, Hàn Tử Quân. Cùng với trợ lý của Thái Tử ra khuyên can rất nhiều, cuối cùng anh ta mới đồng ý làm xét nghiệm ADN trước rồi mới quyết định. Xét nghiệm ADN mất 2 giờ, tôi còn nghĩ trong thời gian đó sẽ phải cố thuyết phục anh ta kết thúc chuyện này, nể tình chúng ta mà nương tay. Cận Phó Ngôn thật sự rất cứng đầu, tôi và Hàn Tử Quân phải thay nhau thuyết phục suốt hơn 1 giờ, cuối cùng anh ta mới chịu làm xét nghiệm ADN trước. Tinh thần hỏi An Ninh, vậy kết quả thế nào? Nghe đến đây, An Ninh hít một hơi sâu, giọng hạ thấp. Kết quả quả thực là không thể tin nổi, đứa trẻ đó và Lý Anh thật sự là mẹ con, trời ạ. Thật quá trùng hợp. Cậu không thấy đâu, khi kết quả ra, mặt của Cận Phó Ngôn như muốn khực người vậy. Tinh thần cũng khá bất ngờ. Cô chỉ vô tình nhắc đến, không ngờ con của Lý Anh lại là con của Cận Phó Ngôn. Hai người này vốn dĩ không cùng giai cấp, sao lại có thể ngủ với nhau, còn có con nữa. Hơn nữa, Cận Phó Ngôn luôn là người giữ mình trong sạch. Cả đế đô, người giữ mình trong sạch nhất là Mục Đình Kiêu, người thứ hai là Cận Phó Ngôn. Thế kỷ trung thiên dưới trướng anh ta có biết bao mỹ nhân, đủ loại vóc dáng, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta thân thiết với ai, thậm chí công việc cũng hiếm khi làm việc riêng. Thật sự quá bất ngờ. Lý Anh thì sao, đêm qua cô ấy kích động lắm phải không? Nhắc đến Lý Anh, An Ninh chỉ thở dài có phần bất lực. Đêm qua Lý Anh ôm đứa trẻ không chịu buông tay, bảo mẫu có giật thế nào cũng không được, đứa trẻ còn khóc. Cô ấy cứ một mực khẳng định đứa trẻ là của cô ấy. Nhất định là của cô ấy, kết quả xét nghiệm ADN ra rồi. Cô ấy càng không chịu buông tay, Cận Phó Ngôn có dọa kiện cáo hay báo cảnh sát cũng vô ích, cô ấy chỉ ôm đứa trẻ không buông. Vậy sau đó làm sao? Tinh Thần hỏi. Còn có thể làm sao nữa, đã muộn rồi, quá giờ ngủ của đứa trẻ, đứa trẻ khóc nhiều quá, cô ấy đau lòng nên buông tay. Nhưng cô ấy vẫn không chịu rời đi, bị người hầu của Cận Phó Ngôn đuổi ra. Cận Phó Ngôn cũng không báo cảnh sát. Qua chuyện đêm qua, tôi và hàn tử quân coi như đã đắc tội anh ta lý anh còn muốn qua đó giành đứa trẻ tôi sợ cô ấy làm chuyện điên rồ như tối qua nên đã bảo cô ấy chuyển đến nhà tôi ở rồi sáng nay gặp lục an tâm cô ta còn mỉa mai chúng tôi nói gì mà tôi muốn vào showbiz đến cả mấy ngôi sao tuyến ba trong showbiz cũng đưa về nhà cô ấy giờ đã bình tĩnh lại chưa tinh thần hỏi tạm ổn chỉ là thường xuyên thất thần nhưng cậu yên tâm có tôi trông chừng cô ấy rồi sở vân cũng nói nếu cần hỗ trợ thì gọi điện cho anh ấy thái tử ra thật tốt với cậu ngay cả bạn của cậu cũng được chiếu cố đến mức này tinh thần nghe xong nhìn ra ngoài cửa sổ mục đình kiêu đang chọn ngựa có lẽ lát nữa hai người sẽ cưỡi ngựa dạo trên tuyết ngựa rất cao trông rất mạnh mẽ nhưng được mục đình kiêu rất đi rất nghe lời cô cũng đã quen với độ cao nên khá thích ừ anh ấy rất tốt với tôi phải rồi gần đây ở đế đô có chuyện gì lớn xảy ra không cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối thủ lớn nhất của cậu, mấy công ty đầu tư của Mục Lý Thần, dạo này phát triển rất nhanh, ngày nào cũng thấy tin tức của họ trên các mục kinh tế, tốc độ tăng trưởng không kém gì công ty đầu tư của cậu. Phát triển nhanh như vậy sao? Tinh Thần dạo này không ở Đế Đô, Mục Lý Thần dồn hết sức vào việc kinh doanh quản lý. Hắn quả nhiên là một thiên tài kinh doanh, Tinh Thần mất 2 năm để đạt được nền móng như hiện tại, nhưng hắn chỉ mất nửa năm. An Ninh có chút lo lắng nói, Tinh Thần Tôi thấy cậu không có ở đây vẫn có chút ảnh hưởng, mấy công ty lớn đều không có trụ cột, tốc độ phát triển có phần chậm lại, khi nào cậu mới về? Chắc phải tháng nữa cô mới về. Dạo này, Tinh Thần rất ít liên lạc với ban lãnh đạo cấp cao của công ty. Họ có gửi email, nhưng Tinh Thần không thể trả lời ngay lập tức, lâu dần, những việc lớn họ cũng không hỏi ý kiến của Tinh Thần, chỉ thông báo những quyết định quan trọng. Tinh Thần đã xem qua email, quyết sách không có vấn đề, nhưng hiệu quả thực thi lại kém hơn. Quả nhiên không có ai giám sát, mọi người đều lơ là. Thế này không ổn, cô có tính hiếu thắng rất cao, nếu để Mục Lý Thần vượt mặt, cô sẽ không thể chấp nhận được. Mục tiêu của cô từ khi tái sinh, ngoài việc sống bên Mục Đình Kiêu đến giả, còn một mục tiêu khác là kéo Mục Lý Thần từ vị trí cao xuống, để anh ta rơi khỏi đài cao. Lâm Gia Vi và Tống Tinh Nhật, một người đã phế, một người đã ngồi tù. Chỉ còn lại người cuối cùng, Mục Lý Thần nếu anh ta ngày càng thành công tinh thần làm sao có thể chấp nhận mục tiêu chưa đạt được ngược lại lại đưa kẻ thù lên cao tinh thần không thể chấp nhận điều này khi mục đình kiêu bước vào phòng tinh thần đã rửa mặt mặc đồ chỉnh tề đang ngồi trước máy tính sách tay của mục đình kiêu họp video với các quản lý cấp cao của công ty cô đang nổi giận đối thủ cạnh tranh phát triển nhanh như vậy tôi thấy quyết sách của các anh rất tốt tại sao không thể thực hiện ngay đừng nói với tôi chuyện nghỉ Tết. Nhìn xem đối thủ cạnh tranh, mấy công ty đầu tư thịnh hưng, thịnh đạt, họ không nghỉ Tết à, họ làm được, các anh lại không làm được sao? Phải để tôi giám sát mới được à? Tính tình nóng nảy này. này. Tống tinh thần hiếm khi phát cáo trước mặt Mục Đình Kiêu, không nói là dịu dàng, dễ thương, nhưng cũng hiếm khi nổi giận. Nhưng khi họp với cấp dưới, cô ấy không ít lần thể hiện sự tức giận. Mục Đình Kiêu tâm trạng rất tốt, ngồi xuống đối diện tinh thần, ngắm cô ấy mắng các quản lý cấp cao. Tinh thần giận dữ mắng, phải để tôi giám sát các anh mới làm được việc sao? Cô ngẩng đầu lên, thấy Mục Đình Kiêu khuôn mặt điển trai đang nhìn cô với ánh mắt có chút giống xem kịch, giống như việc cô mắng người khiến anh cảm thấy rất mới mẻ. Hôm nay, Mục Đình Kiêu không mặc bộ vest màu tối như thường ngày, mà khoác lên mình chiếc áo lông trắng dày, chiếc mũ to xung quanh có viền lông trắng. Chiếc áo khiến làn da của anh trông trắng như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn mang đậm phong thái của một chàng trai trẻ. Nếu tính ra, anh cũng chỉ mới 23 tuổi. Bình thường anh mặc đồ quá chững chạc, đến mức tinh thần gần như quên mất tuổi thật của anh. Giờ nhìn qua tạo hình này, cô mới nhớ ra anh chỉ lớn hơn cô 4 tuổi mà thôi. Nếu là một người bình thường, anh chỉ là một thanh niên mới bước chân ra khỏi trường học. Nhận ra mình thất thần, tinh thần vội thu lại ánh mắt, nghiêm túc nói, tôi mong bất kỳ quyết sách nào của các anh cũng phải được thực hiện ngay lập tức trụ cột của chúng ta tốt hơn đối thủ nhưng lại phát triển không bằng họ, làm sao tôi có thể tin tưởng vào khả năng của các anh và giao quyền lực xuống được. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Đang nghỉ lễ, tôi cũng không muốn mắng người, các anh tự suy nghĩ lại đi. Cô đóng laptop lại, kết thúc cuộc họp video. Mục Đình Kiêu mỉm cười nhẹ nhàng, có chút đam chiêu nhìn cô, hỏi, bình thường em nói chuyện với cấp dưới như vậy à? Không, không phải như vậy đâu. Tinh thần sờ tay lên cổ, có phần xấu hổ. Vừa rồi cô rất hung dữ, chắc Mục Đình Kiêu nhìn thấy hết rồi. Ôi, hình tượng dịu dàng của cô không còn nữa rồi. Dù cô không phải là người quá dịu dàng, nhưng ai lại muốn để bạn trai thấy mặt hung dữ của mình chứ? Tất cả đều tại vì cô quá lo lắng. Mục Đình Kiêu cười càng thêm sâu, đặt laptop xuống, "Ừ, em quả thật đã cho anh thấy một khuôn mặt mới, nữ bá tổng lạnh lùng." Nữ bá tổng gì chứ, cô đâu phải thế cô chỉ là phát hỏa một chút để người dưới làm việc nhanh hơn thôi. Cô đứng dậy, không phải anh vừa nhờ chủ nhà chọn ngựa à. Đi nào, dẫn em đi cưỡi ngựa. Cô đi thêm vài vòng nữa là có thể tự cưỡi ngựa một mình rồi. Việc này cũng không khó như cô tưởng. Mục Đình Kiêu đứng dậy, đi đến trước mặt cô, đỡ cô đứng lên. Anh chọn xong rồi, yên ngựa cũng lắp xong rồi, là một con ngựa cái tính tình hiền lành. Vâng, dẫn em đi xem nào. Mục Đình Kiêu nắm tay cô ra ngoài lều, chủ nhà đang nấu ăn trong bếp, cô ra ngoài nhìn, mới nhận ra Mục Đình Kiêu đã mang theo rất nhiều người. Có lẽ phải hơn 50 vệ sĩ, họ đã đến từ đêm qua, lúc đó trời đã tối, xung quanh có đến hơn chục chiếc xe địa hình màu đen đỗ lại. Ở những lều khác, nhiều người phải chen chúc nhau. Sau khi tinh thần và Mục Đình Kiêu ra ngoài, chỉ đưa theo vài người, phần lớn những người khác ở lại lều chờ. Con ngựa cái tính tình rất tốt, đi rất chậm tinh thần cũng không dám để nó chạy chỉ từ từ dạo quanh mục đình kiêu cưỡi ngựa đi bên cạnh cô khuôn mặt tuấn lãng nhìn cô chăm chú chỉ mới nửa tháng không gặp dường như anh nhìn cô không chán từ sau khi lên ngựa ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô tinh thần đi được vài trăm mét không nhịn được nữa quay đầu hỏi mục đình kiêu anh nhìn em làm gì nghi ngờ em đổi thành người khác à mục đình kiêu bật cười cho ngựa lại gần tinh thần hơn anh đang tưởng tượng hình ảnh em mặc váy cưới tinh thần nắm chặt dây cương hơn tim đập nhanh một chút kết hôn với mục đình kiêu là ước mơ lớn nhất đời cô không ngờ sắp thành hiện thực rồi con đường đã qua cô không thể nói là thuận buồm xuôi gió nhưng cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn ít nhất sau khi đến đế đô nhờ có sự bảo vệ của mục đình kiêu con đường đã dễ đi hơn rất nhiều cô nằm mơ cũng muốn được gả cho mục đình kiêu chỉ còn một tháng nữa thôi thật hạnh phúc. Cô mỉm cười e thẹn, nhìn Mục Đình Kiêu, chắc chắn sẽ rất đẹp. Mục Đình Kiêu mỉm cười, "Ừ, em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế giới, anh sẽ làm em hạnh phúc." Má Tinh Thần ửng hồng, cô tin tưởng, "Vậy còn anh, anh có lý tưởng và nguyện vọng gì không? Em sẽ giúp anh thực hiện." Mục Đình Kiêu tiến lại gần Tinh Thần, bất ngờ hôn nhẹ lên má cô. "Làm vợ của anh." Má Tinh Thần càng đỏ hơn, tay nắm dây cương chặt hơn điều đó không tính quá dễ làm anh chọn điều khác đi nhìn vẻ đáng yêu của tinh thần mục đình kêu cười nói đó là nguyện vọng duy nhất của anh tinh thần chừng mắt nhìn anh cơ hội tốt thế này lại không biết nắm bắt sau này đừng hối hận đấy sẽ không đâu nếu em không phải là vợ anh anh mới hối hận tinh thần cúi đầu mỉm cười không nói gì nữa để con ngựa cái chở cô từ từ tiến về phía trước mục đình kêu đi bên cạnh cô giữa hai người hiếm khi im lặng như vậy đi thêm vài bước mục đình kiêu quan tâm hỏi em có lạnh không tinh thần lắc đầu không sao nếu lạnh thì chúng ta quay về đã em vẫn chưa ăn sáng em không đói dạo một vòng rồi về em không biết lần sau có còn cơ hội cưỡi ngựa không mục đình kiêu âm thầm nhớ kỹ lời của cô anh sẽ mua một đàn ngựa từ trang trại lập một trang trại ngựa để cô có thể cưỡi ngựa bất cứ lúc nào Hai người đi khoảng 2, 3 km, Tinh Thần không hỏi Mục Đình Kiêu về cách giải quyết chuyện của Lý phu nhân. Cô không muốn Mục Đình Kiêu bị cuốn vào chuyện này. Gia tộc Hai Bo là một đế chế tài chính, Mục Đình Kiêu cũng kinh doanh tài chính. Với bối cảnh của Hai Bo nếu họ nhắm vào công ty tài chính của anh sẽ khiến anh gặp khó khăn. Tinh Thần tin Mục Đình Kiêu là một thiên tài tài chính hàng đầu, nhưng nếu bị Hai Bo cố ý nhắm vào cũng sẽ khó lòng mà chống đỡ. Nước ngoài không phải trong nước. Bối cảnh của Mục Đình Kiêu không sâu sắc và mạnh mẽ như vậy. Có lẽ tâm ý hai người thông suốt, Mục Đình Kiêu đoán được Tinh Thần đang nghĩ gì. Anh nói, "Phải rồi, người mà Lý phu nhân muốn em liên hôn tên là William boli em không cần lo lắng nữa." Tinh Thần nhìn anh khó hiểu. Nhìn thân sắc của anh, nhắc đến cái tên này như thể là sự ô uế đối với cô. "Hắn hự rồi." Ba chữ ngắn gọn khiến Tinh Thần khiếp sợ. "Chết rồi." William Hyboly là một trong số hơn 10 thành viên trung tâm. Cô cũng có chút hiểu biết về những thành viên trung tâm của gia tộc Hyboly, họ là những người nắm giữ quyền lực lớn nhất, giàu có nhất, có thể kiểm soát cả Quốc hội Mỹ. Thế mà lại chết rồi. Hự như thế nào? Thời gian chết đúng trong nửa tháng này, không phải quá trùng hợp sao? Người có thân phận và bối cảnh như vậy, gia tộc Hyboly có thể dễ dàng bỏ qua không? Tinh thần lại nhớ đến chuyện Sở Vân nói rằng Mục Đình Kiêu muốn giải quyết Lý Phu Nhân, nhưng nếu giải quyết trong nước sẽ gây ảnh hưởng quá lớn, bảo cô khuyên Mục Đình Kiêu không ra tay. Giải quyết trên biển hoặc ở nước ngoài thì tốt hơn. Tinh thần tình nguyện chịu thiệt, cũng không muốn Mục Đình Kiêu dính vào chuyện này. Vậy là, cái chết của William Highbury là do, hắn làm sao? Hắn luôn ở trong nước, sao có thể can thiệp ra nước ngoài được? Không thể được. Mục Đình Kiêu nói với giọng thản nhiên, những người trong giới đó đều có những sở thích kín đáo, có lẽ hắn bị ai đó nắm thóp và trừ khử. Lời giải thích này có chút gượng ép. Sở thích của William Highbury không phải ngày một ngày hai mà thành, hắn ta đã khoái hoạt hưởng thụ đến tận gần 40. Sao đột nhiên lại bị người khác nắm thóp và trừ khử, lý do này không khỏi quá miễn cưỡng. Kết hợp với thời điểm này, tinh thần nghi ngờ chuyện là do Mục Đình Kiêu làm. Như người đã chết, trong gia tộc hai Bolly cũng sẽ không có kẻ biến thái thứ hai, cái cớ để Lý Phu Nhân buộc cô liên hôn cũng không còn nữa. Mục Đình Kiêu và tinh thần hàn huyên về tình hình gần đây ở đế đô và những công ty đang phát triển với tốc độ tương đương với công ty của tinh thần. Có mấy công ty Internet, công ty viễn thông, nổi bật nhất vẫn là ba công ty đầu tư của Mục Lý Thần. Trong nửa tháng tinh thần vắng mặt, Mục Lý Thần đã phát lực không ít. Mục Đình Kiêu nói cô không cần phải lo lắng, cô đã chuẩn bị từ hai năm trước, trong khi mục lý thần mới chỉ bắt đầu từ nửa năm, nền tảng của anh ta không vững chắc bằng cô. Việc mở rộng một cách bất chấp sẽ giống như một tòa nhà làm từ thẻ bài, chỉ cần nền móng sụp đổ, cả tòa nhà sẽ đổ sập theo. Hơn nữa, với sự hiện diện của Mục Đình Kiêu, anh sẽ không để cô thua kém Mục Lý Thần. Tinh thần tin tưởng vào khả năng của Mục Đình Kiêu, anh không chỉ có tài năng về tài chính mà còn có thể quản lý doanh nghiệp lớn rất xuất sắc. Thời kỳ anh quản lý Mục Thị, nó thậm chí còn phát triển hơn dưới thời Mục Lý Thần. Sau khi cưỡi ngựa, hai người trở về, chủ nhà đã chuẩn bị xong bữa ăn và mang vào lều của họ. Tinh thần ăn bữa sáng và trưa gộp chung, với món cơm thịt cừu cầm tay đặc trưng của vùng Tây Bắc rất hợp khẩu vị của cô. Mục Bình kêu ăn không nhiều, anh không quá chú trọng việc quản lý vóc dáng. Trong suốt bữa ăn, hầu hết thời gian anh đều chăm sóc Tinh Thần, gắp đồ ăn và rót trà cho cô. Buổi tối, hai người cùng nhau ngắm sao trên tuyết. Ban đầu họ định leo lên ngọn núi cao nhất gần đó để ngắm sao, nhưng tuyết quá dày, tinh thần dùng cả tay và chân để leo nhưng chỉ đến giữa chừng đã trượt ngã hai lần. Mục đình Kiêu sợ cô gặp nguy hiểm liền từ bỏ. Cả hai quay trở lại trên nền tuyết trắng. Một ngày trôi qua rất nhanh, nhưng tinh thần cảm thấy rất hài lòng. Buổi tối, Mục Đình Kiêu cần giải quyết công việc, tinh thần ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ đồng hành. Sáng ngày thứ ba, Mục Đình Kiêu phải trở về. Anh đưa tinh thần trở lại căn cứ. Tinh thần luyến tiếc, lần sau gặp lại phải là một tháng sau. Viện sĩ Lý nói rằng hiện tại hệ thống dược phong sắp bước vào thử nghiệm đầu tiên, dự kiến trong vòng một tháng nữa. Hệ thống máy bay không người lái lần này có sự tham gia của tinh thần đã khắc phục được nhiều điểm yếu. Hệ thống của họ đã hoàn thiện hơn, vượt trội hơn so với hệ thống máy bay không người lái của Mỹ. Vì vậy, một tháng chỉ là thời gian dự tính, nếu thử nghiệm không thành công, thử bay không đạt yêu cầu, có thể họ sẽ còn phải tiếp tục, còn tốn thêm thời gian. Lần này sẽ kéo dài bao lâu, không ai biết được. Tinh Thần là sinh viên đại học, nhưng việc đóng góp cho ngành công nghiệp quốc phòng là trách nhiệm không thể từ chối, không cần lo lắng về phía trường học. Viện sĩ Lý là viện sĩ của cả đại học công nghệ quân sự và đế đại, việc đề bạt cô ấy không phải là vấn đề. Chuyện này, Tinh Thần vẫn chưa nói với Mục Đình Kiêu. Cô sợ anh thất vọng anh đã vì cô mà chuẩn bị lâu như vậy. Tinh thần ngồi trong xe, mãi không xuống. Mục Đình Kiêu cũng không thúc giục, anh hôn nhẹ lên má cô. Lần này anh mang cho em rất nhiều đặc sản của thành phố S, khi nhớ nhà có thể ăn cho đỡ thèm. Tinh thần đôi mắt ướt đẫm, ánh mắt đó làm tim Mục Đình Kiêu mềm nhũn. Anh biết cô không nỡ rời xa anh. Lần trước, khi anh tiễn cô ra sân bay, cô tràn đầy sức sống, trong lòng rất vui vẻ lần này lại như thể sinh ly tử biệt, chia tay như không bao giờ gặp lại. ngoan nào, còn một tháng nữa thôi, cố gắng chịu đựng, sẽ qua nhanh thôi. tinh thần nghĩ, nếu không chỉ là một tháng thì sao? hơn nữa, dự án máy bay không người lái Dược Phong là bí mật cấp cao, cô không thể nói với Mục Đình Kiêu rằng cô đang tham gia vào việc phát triển hệ thống của Dược Phong, chỉ khi thử nghiệm hoàn toàn thành công mới có thể công bố ra ngoài. Mục Đình Kiêu nhìn tinh thần nhỏ bé đáng yêu, ôm chặt lấy cô hôn lên trán cô. Lần sau anh sẽ đón em, em sẽ không phải một mình trở về. Tinh thần gật đầu, đôi mắt hơi ướt. Cô nắm tay anh, nghẹn ngào dặn dò, đừng đi đến những nơi hẻo lánh một mình, đi đâu cũng phải mang theo vệ sĩ. Cô không an tâm về sự an toàn của Mục Đình Kiêu. Kiếp trước, lần đầu tiên cô cứu Mục Đình Kiêu là khi cô 21 tuổi, vẫn còn 2 năm nữa. Nhưng số phận của cô đã thay đổi, ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục, cô sợ tai họa của Mục Đình Kiêu sẽ đến sớm hơn. Nếu cô không ở bên cạnh anh, không kịp thời cứu anh, anh gặp chuyện bất chắc thì phải làm sao? Mục Đình Kiêu dùng ngón tay cái lau những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt tinh thần, ngoan nào, anh sẽ không để em phải lo lắng đâu. Tinh thần nhìn màn hình điện thoại, chuyến bay của Mục Đình Kiêu sẽ khởi hành vào buổi chiều, thời gian không còn nhiều. Cô luyến tiếc buông tay Mục Đình Kiêu, chuẩn bị xuống xe. Mục Đình Kiêu kéo cô lại, ôm cô vào lòng trao một nụ hôn nồng cháy nụ hôn vừa thâm tình vừa cuồng nhiệt cô có thể cảm nhận được tình cảm cháy bỏng như lửa của mục đình kiêu nụ hôn làm cô gần như nghẹt thở như thể muốn hòa quyện cô vào tận xương tủy mục đình kiêu đối với người ngoài rất lạnh lùng tất cả tình yêu và đam mê anh đều dành hết cho cô hai người tách ra nhìn anh bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng còn lưu luyến hơn cả tinh thần chỉ là anh không biểu lộ ra ngoài Cơ thể Tinh Thần nóng lên, lưng bắt đầu toát mồ hôi, cả người như mềm nhũn. Nếu tiếp tục hôn, cả hai sẽ không kiềm chế được. Đến khi gần như mất kiểm soát, Mục Đình Kiêu dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của Tinh Thần. Giọng anh khàn khàn thâm tình, anh sẽ đợi em trở về, gả cho anh. Tinh Thần rưng rưng nước mắt, gật đầu mạnh mẽ. Sở Vân đã mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống xe, không quay đầu lại mà rời đi. Một đường tiến vào căn cứ nghiên cứu. Nếu không rời đi ngay, cô sợ rằng mình sẽ không rời được, sẽ cùng Mục Đình Kiêu trở về đế đồ. Mục Đình Kiêu ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng tinh thần khuất dần, không rời mắt. Sở vân khởi động xe, thấy Mục Đình Kiêu vẫn nhìn theo hướng tinh thần rời đi, anh hỏi, thái tử ra, chúng ta nên đi thôi, nếu không thời gian lưu trú tại sân bay sẽ hết hạn. Tết này mọi người đều nghỉ, không dễ gì được duyệt tuyến bay. Mục Đình Kiêu mới thu lại ánh mắt sau sự nồng nhiệt vẫn còn dư âm, anh kéo cửa sổ xe lên. ánh mắt anh trở nên u ám hơn. đã tra được lộ trình rời đi của Lý Phu nhân sau khi hết một tháng trừng phạt chưa? đã tìm ra, mỗi lần bà ta đến Trung Quốc đều đi cùng một lộ trình bay, nhưng để đề phòng, tôi đã tìm hiểu rõ ràng lộ trình bay của tất cả các giám đốc điều hành và các chuyến bay liên quan đến gia tộc Hai Boli. cơ bản có thể xác định là những lộ trình đó, kể cả các trạm trung chuyển cũng đã được kiểm tra rõ ràng. vậy thì Ánh mắt Mục Đình Kiêu lóe lên sát khí, ra tay trên vùng biển quốc tế, khiến bà ta biến mất hoàn toàn. Sở Vân dùng mình. Đó là tổng giám đốc quốc tế của ngân hàng Đại Thông. Mục Đình Kiêu đã xử lý một William Hyboly, đã khiến gia tộc Hyboly nổi giận, giờ còn tiếp tục ra tay với Lý phu nhân sao? Nếu lỡ thất thủ, chẳng phải sẽ leo thang thành mâu thuẫn giữa hai quốc gia sao? Sở Vân không dám nhìn thẳng vào Mục Đình Kiêu, chỉ dám khuyên, xin ngài hãy suy nghĩ thêm. Có khi Lý phu nhân đưa tống tiểu thư về, lại là chuyện tốt. Dù sao người cũng chưa đưa đi, chưa chắc bên kia đã là chuyện xấu. Mục Bình Kiêu nở một nụ cười lạnh lùng, dùng cách mạnh bạo như vậy để đưa cô ấy về, có thể có chuyện tốt gì chứ? Ngài đã đắc tội với gia tộc Hai Bolly, bên Mỹ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mục Bình Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hướng về mái vòm rộng lớn của căn cứ nghiên cứu đang dần xa. Nước Mỹ rộng lớn như vậy, không chỉ có mỗi gia tộc này chỉ là gia tộc này quá cao ngạo, không biết trời cao đất dày. Dù chính phủ trong nước có để yên cho họ, nhưng họ thực sự nghĩ rằng không ai dám động vào gia tộc hai bo ly sao. Mục Bình Kiêu hỏi tiếp, gần đây Mục Lý Thần có động tĩnh gì không? Lễ Tết, ngày nào cũng tăng ca đến 2, 3 giờ sáng. Mục Bình Kiêu cười nhẹ, rất cố gắng. Đúng vậy, vì thế công ty của anh ta tiến bộ rất nhanh, lão đại không nghỉ Tết, phía dưới không ai dám lơ là. Bảo Sao Tinh Thần lại nổi giận, đối thủ phát triển nhanh chóng, làm cô cảm thấy áp lực. Chỉ là cô không thể sử dụng điện thoại mỗi ngày, việc tiếp nhận thông tin quá chậm. Cử người theo dõi các quản lý cấp cao của công ty Tinh Thần. Tiền lương họ nhận được còn cao hơn ở tập đoàn Mục Thị, nhưng hiệu quả công việc lại không bằng. Giữa họ lại có ích gì chứ? Nếu không bằng đội ngũ của Mục Lý Thần, đổi hết một loạt quản lý cấp cao kia đi. Vâng, tôi sẽ báo ngay. Sở Vân lái xe rời khỏi cổng căn cứ. A, à, Thái tử gia, ngài có biết Tống tiểu thư có thể sẽ kéo dài thời gian nghiên cứu không? Sao ngài không khuyên cô ấy? Nếu một tháng sau cô ấy nhất quyết muốn ra ngoài, căn cứ sẽ không giữ cô ấy lại. Chuyện này Mục Đình Kiêu đã biết trước khi tinh thần đến đây. Đội ngũ Dực Phong đã nghiên cứu trong nhiều năm, tất cả các linh kiện đều được sản xuất nội địa, động cơ trong nước lần đầu tiên bay thử nghiệm và cũng lần đầu tiên mời nhà phát triển hệ thống máy bay không người lái dân dụng hàng đầu là Tống Tinh Thần tham gia. Máy bay không người lái chiến đấu Dực Phong là một dự án quan trọng, phía quân sự đặt rất nhiều kỳ vọng. Vì vậy, anh để Tinh Thần tự quyết định. Nhưng với tính cách của Tống Tinh Thần, khi đã lao vào nghiên cứu thì có thể quên ăn quên ngủ. Anh đành phải nhường cô. Để cô ấy lựa chọn, tôi sẽ hỗ trợ cô ấy. Đối với tinh thần, anh mong muốn cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Anh không muốn giam cầm tinh thần trong một chiếc lồng vàng, nếu cô ấy có thể bay cao và xa hơn, anh nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ, tuyệt đối sẽ không kéo chân cô ấy. Ngay cả khi phải hoãn đám cưới, anh cũng sẽ chờ. Ngay vậy, Sở Vân không nói gì thêm. Chỉ là thái tử gia đã hy sinh rất nhiều vì Tống tiểu thư. Khi tinh thần trở lại căn cứ, viện sĩ Lý nhận được tin đầu tiên. Ông biết cô trở lại không đợi cô về ký túc xá, ông đã chặn cô giữa đường. Mái tóc bạc phơ, đeo cặp kính, viện sĩ lý cười mỉm nói: Ta biết mà, con sẽ quay lại. Nói thế chẳng khác nào bảo tinh thần định bỏ trốn vậy. Viện sĩ lý đương nhiên lo tinh thần bỏ trốn. Phía trên đã nhận được tin rằng cô chỉ còn một tháng nữa là kết hôn với bạn trai. Tuổi còn trẻ, kết hôn sớm quá. Tống tinh thần là một mầm non quá tốt, chi nhớ siêu phàm. Hệ thống mã hóa của máy bay không người lái quân sự phức tạp đến đâu, cô chỉ cần vài lần là có thể nhớ hết và tự tính toán ra. Cô đã vá tất cả các lỗ hổng của hệ thống máy bay không người lái, còn tăng cường khả năng cảm biến, né tránh radar và khả năng chống trinh sát. Đặc biệt, cô đã không ngần ngại tặng hệ thống điều khiển AI thông minh do công ty của mình phát triển, có giá trị hàng trăm tỷ cho đất nước. Họ đã thử nghiệm, máy bay không người lái có thể đối thoại với hệ thống AI từ xa cả ngàn dặm đạt được mục tiêu điều khiển máy bay không người lái. Hàng trăm lần bay thử, không hề có sai sót. Nghiên cứu phát triển quá nhanh, viện sĩ Lý dám cá rằng ngay cả nước Mỹ cũng không có hệ thống nghiên cứu mạnh như vậy. Một mầm non tốt như vậy, viện sĩ Lý sao nỡ để cô đi kết hôn, ông hận không thể ngày ngày kèm cặp cô. Bây giờ gặp ai ông cũng khen rằng ông đã có một đệ tử giỏi. Cô đi cùng bạn trai hai ngày hai đêm, là hai đêm lòng viện sĩ lo lắng chỉ sợ cô bỏ trốn không quay lại bạn trai cô có bối cảnh rất mạnh nếu cô thực sự bỏ trốn căn cứ cũng không có quyền can thiệp quay lại là tốt quay lại là tốt tinh thần cầm trong tay đặc sản mà mục đình kiêu mang tới cô đưa cho viện sĩ lý hai túi đây là đặc sản quê con vị rất ngon viện sĩ thử xem viện sĩ lý nhận lấy cười mỉm chỉnh lại kính dù sao thì còn hai ngày nữa mới hết kỳ nghỉ hôm nay phòng trực không có ai con đến đó trực đi nghỉ ngơi hai ngày rồi, để các sư huynh được nghỉ ngơi. Vâng, giờ con đi ngay. Tinh thần cầm đồ đi về hướng ký túc xá, viện sĩ Lý thấy vậy liền gọi lại. Đi đâu thế? Con về ký túc xá cất đồ. Đưa đây cho ta, ta sẽ nhờ người cất vào cho con, con đi thay sư huynh trước đi, để họ nghỉ ngơi một lát. Vâng, tinh thần đưa đồ cho viện sĩ Lý, rồi ngoan ngoãn đi tới phòng thí nghiệm nghiên cứu. Xem kìa, thật là ngoan. Kết hôn gì chứ, ông đã nghiên cứu máy bay không người lái hơn 20 năm, số người có thiên phú xuất sắc như vậy rất hiếm. Tự mình nỗ lực, đánh bại máy bay không người lái dân dụng của phương Tây. Tinh thần khóa điện thoại vào tủ, thay bộ đồ làm việc trong phòng cách ly, rồi vào phòng thí nghiệm hệ thống. Sư huynh đang làm việc bên trong, cô thay sư huynh làm việc. Nhân viên trong căn cứ không ai về nhà dịp Tết, ở ký túc xá lâu cũng chán, vì vậy các sư huynh đều làm thêm giờ. Sư Huynh không chịu thay ca, cô quay lại vị trí làm việc của mình, tập trung vào công việc. Trước khi lên máy bay, Mục Đình Kiêu đã gọi điện cho cô, nhưng điện thoại không thể kết nối được. Không cần đoán, về căn cứ, chắc chắn là cô đã lại lao đầu vào công việc, thậm chí còn bỏ lỡ cả cuộc gọi của bạn trai. Trên đường đi, anh nhận được email từ Ôn Dung về tin tức của Tony Trần. Hắn đang ở trong nước, hơn nữa còn đang ở Đế Đô. Ôn Dung cũng gửi địa chỉ cho anh. Trùng hợp thay, khách sạn mà hắn thuê nằm ngay đối diện công ty tinh thần. Có ý gì đây? Muốn gặp tinh thần hay là việc ở Hoàng Đình Dạ Diên có liên quan đến tinh thần? Cả ngàn khách sạn ở Đế Đô lại chọn đúng khách sạn đối diện tinh thần khoa kỹ. Mục Đình kiêu bảo Sở Vân gọi điện cho Tony Trần, anh muốn gặp anh ta. Anh muốn hỏi rõ lý do thực sự của sự tồn tại của Hoàng Đình Dạ Diên. Tinh thần làm sao biết về nơi đó mà nhờ cận phó ngôn giúp đỡ dẹp bỏ nó. Lúc đó cô ấy nhờ cận phó ngôn giúp đỡ, tại sao không nói với anh, ai ở đế đô có thể có bối cảnh cao sâu hơn anh. Hoàng Đình Dạ Diên, nơi này nhận được quá nhiều sự chú ý từ tinh thần, mọi chuyện quá mức sẽ phản tác dụng. Cô ấy chú ý chắc chắn phải có lý do. Anh phải tìm hiểu rõ. Sở vân gọi điện nhưng không ai nghe máy, người này, khả năng chống theo dõi quá mạnh. Chỉ có thể cử người theo dõi Tony Trần, chờ Mục Đình Kiêu trở lại đế đô trong đêm tinh thần ra khỏi phòng thí nghiệm, đã là 12 giờ đêm. Điện thoại báo có mấy cuộc gọi nhớ. Mục Bình Kiêu, Cận Phó Ngôn, An Ninh, Lý Anh, thậm chí cả ông nội cô. Tinh thần gọi lại cho ông nội trước. Vừa nghe điện thoại, ông nội đã hỏi cô, NNGHE nói Đình Kiêu tới thăm con à. Tinh thần thay một chiếc áo khoác sạch, vâng, anh ấy vừa mới đi hôm nay. Con thật không hiểu chuyện, trời lạnh thế này, sao lại để nó đi xa đến vậy để thăm con thời tiết xấu lỡ máy bay gặp chuyện thì sao đúng là vớ vẩn ta chỉ nói là lỡ thôi nhưng ta nói cho con biết mạng của đình kiêu còn quý giá hơn con nhiều nếu nó có chuyện gì không hay ông sẽ không tha cho con đâu tinh thần bất đắc dĩ đảo mắt được rồi ông con biết rồi anh ấy đã về rồi về lúc nào sáng nay anh ấy sẽ gọi cho ông khi xuống máy bay ông đừng hỏi nữa chắc khoảng bốn năm giờ chiều anh ấy sẽ xuống máy bay hừng sau này đừng để đình kiêu đến thăm con nữa biết chưa tinh thần cũng đâu có bắt anh đến thăm đâu sao ông nội chỉ trách mình cô vậy rốt cuộc ai mới là cháu ruột đây ông nội đối xử với mục đình kiêu còn thân thiết hơn với cô nữa ông và ba vẫn ở đế đô à ở biệt thự của đình kiêu ba con mấy ngày nay toàn đi dự tiệc thôi hôm nay ta nhốt nó ở nhà rồi không có chút tự giác nào Người ta mời chỉ là vì để ý đến thân phận nhạc phụ của Đình Kiêu. Nó còn hớn hở đi, làm ta tức chết mất, con và Đình Kiêu còn chưa kết hôn, chẳng biết kiềm chế chút nào. Cô Ngô Lan không nói gì sao ạ? Nói gì được chứ, cô Ngô Lan không dám quản quá chặt, khuyên nhủ nhẹ nhàng không có tác dụng, mấy cuộc gọi là bị người ta dụ đi ngay. Bảo người trông ông ấy kỹ, đi đâu cũng phải mang theo vệ sĩ. Chẳng có tác dụng gì, cứ uống say là bắt đầu khoác lác nói mình là bố vợ của đình kiêu còn nói đình kiêu rất hiếu thuận muốn gì cũng đáp ứng nghe mà chỉ muốn tắt một cái cho nó tỉnh ra tống húc là người như thế nào tinh thần cũng hiểu rõ tuy nhiên họ đang ở đế đô mục đình kiêu cũng sẽ cử vệ sĩ đi theo nên những việc không quá đáng cũng có thể bỏ qua mục đình kiêu là người ngoài mặt trầm lặng lạnh lùng nhưng khi dỗ mấy lão nhân thì lại khéo léo hơn cô nhiều xem cách ông nội hoàn toàn thiên vị mục đình kiêu là hiểu đấy là họ còn chưa kết hôn ấy Đế đô hiện tại đang trong thời kỳ nhiều biến động. Tinh thần nói: Ông nội à, nếu không có việc gì thì đừng để ba đi ra ngoài. ở Đế đô cũng khá lâu rồi. Ông và ba về lại thành phố S đi. Nhớ đi đâu cũng phải chú ý an toàn. Cháu sợ gia tộc Hai Boli bắt cháu không được, lại lấy ông và ba ra để uy hiếp. Ông nội cảnh giác cao, thấy tinh thần nói rất hợp lý. Được rồi, chờ đình kêu về, ta và ba sẽ nói một tiếng rồi về lại thành phố S. Nó về chưa? Về rồi. Sáng mai chắc sẽ đến đế đồ. Vậy con cứ lo làm việc đi, ta và ba về đến thành phố S sẽ gọi cho con. Cút điện thoại, tinh thần thu dọn đồ đạc trong vali rồi trở về ký túc xá. Trong căn cứ vẫn còn nhiều người đang thức làm việc, mọi người đều rất cố gắng vì dự án rực phòng. Về đến ký túc xá, đã hơn 12 giờ rưỡi, đồng nghiệp giường bên vẫn chưa trở về. Cô lập tức mở laptop. Có tin nhắn từ ôn dung, an ninh và cả lý anh. Ôn Dung nhắn cho tinh thần, wow, con trai của Lý Anh lại là con của cận phó ngôn, hai người này chẳng có tí liên quan nào. He he, tôi đã tưởng tượng ra một tiểu thuyết ngôn tình hàng triệu chữ trong giới giải trí rồi. Tinh thần gửi cho cô ấy một biểu tượng xem thường. Lý Anh đã đến mức này mà cô ấy còn đùa được. Với tính cách của Lý Anh, chắc chắn sẽ tranh giành con với cận phó ngôn. Sức mạnh và bối cảnh của cận phó ngôn, Lý Anh làm sao tranh nổi hai người này sau này chắc sẽ mâu thuẫn không ngừng. Tinh thần và an ninh có lẽ sẽ phải chạy đôn chạy đáo vì chuyện này. Chưa gì cô đã thấy có chút đau đầu rồi. Ôn Dung thấy tin nhắn của tinh thần, lập tức trả lời, rất ngạc nhiên, cô vẫn chưa ngủ à, đang nghỉ Tết mà, đừng nói là cô vẫn đang làm việc nhé. Vừa mới ra khỏi phòng nghiên cứu. Wow, căn cứ nghiên cứu bí mật mà cũng vất vả thế này, còn mệt hơn cả tôi đang học lớp 12. Tinh thần hỏi cô ấy, có tin tức gì về Tony Trần không? Ô Dung gửi một biểu tượng mặt cười, chuyện của Tony Trần, Mục Đình Kiêu đã biết rồi, anh ấy bảo tôi sau này có chuyện gì cũng phải báo cáo cho anh ấy, nói cô bận rộn, không cần phải lo lắng. Tinh Thần không biết nói gì, cô bán đứng tôi như thế đấy à? Nói thế khó nghe quá, chúng ta là đối tác mà, tôi chỉ muốn kéo gần quan hệ với anh ấy thôi. Sau này chúng ta triển khai thanh toán trực tuyến ra nước ngoài, nhất định phải dựa vào Mục Đình Kiêu tinh thần nghi ngờ gõ một loạt dấu hỏi bạn trai tôi ở nước ngoài có thể giúp cậu mở đường sao sao cô không biết bối cảnh thâm sâu của bạn trai cô à cô phải giữ chặt lấy anh ấy đừng để người khác cướp mất anh ấy dám đối phó với hai ly, không phải chỉ là một tay mưa đâu tinh thần cười nhẹ lập tức gửi tin nhắn thoại cô nói cho tôi nghe anh ấy có gì lợi hại mà tôi không biết ô dung vừa gõ bàn phím vừa nói cô đến cả người đàn ông của mình cũng không hiểu rõ Cô tìm được một người đàn ông cực phẩm như vậy, cả đế đô chỉ sủng ái mỗi mình cô. Sau này đối xử với anh ấy tốt chút đề. Tinh thần cảm thấy mình chưa bao giờ đối xử tệ với Mục Đình Kiêu. Nghe Ôn Dung nói thế, cứ như Mục Đình Kiêu còn có thân phận gì khác vậy. Cô nói thẳng đi, anh ấy còn thân phận gì nữa? Ơ, ờ, cô hỏi tôi, chi bằng cô tự đi hỏi. Tôi cha ngầm được, nếu Mục Đình Kiêu biết tôi điều tra về anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ chặt tôi ra mất. Tinh Thần còn chưa kịp trả lời, Ôn Dung đã cắt cuộc trò chuyện, từ chối nói thêm với Tinh Thần. Tinh Thần gửi một loạt biểu tượng không biết nói gì. Lúc này, Mục Đình Kiêu vẫn đang trên máy bay. Tinh Thần nhìn vào màn hình máy tính mà ngẩn người. Kiếp trước kiếp này cộng lại, những gì cô biết về Mục Đình Kiêu, ngoài thân phận người thừa kế của Mục thị, tài phiệt tài chính và tổng giám đốc tập đoàn Mục thị, còn có gì nữa? Cô tra cứu trên bách khoa toàn thư Kết quả chỉ là vị trí tổng giám đốc tập đoàn Mục thị, không hề có thông tin về tài chính hay người thừa kế của Mục thị. Cô mở tin nhắn của An Ninh, thấy cô ấy nhắn, Lý Anh không muốn buông tay, muốn tranh giành con với Cận Phó Ngôn. Cận Phó Ngôn nể mặt Hàn Tử Quân và cô ấy, không truy cứu chuyện Lý Anh xông vào nhà để cướp con, nhưng sau này nếu cô ấy còn xuất hiện trước mặt Cận Phó Ngôn, anh sẽ khiến Lý Anh biến mất khỏi giới giải trí. Lý Anh dưới sự thuyết phục và khuyên bảo của An Ninh và Hàn Tử Quân đã tạm thời ổn định cảm xúc, nhưng mới ngủ dậy lại nhao nhao muốn đi giành con. An Ninh bị cô ấy làm cho tức chết rồi. Hàn Tử Quân thậm chí phải để người quản lý đưa cô ấy đi, còn thuê bảo vệ canh giữ. Người là do Tinh Thần giới thiệu, chắc lần này Hàn Tử Quân oán giận cô không ít. Nếu Lý Anh cứ tiếp tục làm loạn thì mọi tài nguyên mà hắn đã chuẩn bị sẽ bị lãng phí. Tinh Thần gọi điện cho Lý Anh. Có lẽ vì quá khuya, cô ấy không nghe máy. Cô làm việc đến một giờ, rồi mới đi rửa mặt và nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, mới 8 giờ 30 phút, cô đã vào phòng nghiên cứu. Mục Đình kêu gọi điện báo bình an, nhưng cô không nghe máy. Ông nội kiên quyết muốn đi. Buổi chiều, anh sắp xếp máy bay riêng đưa ông nội, Tống Húc và mẹ con Ngô Lan trở về thành phố S. Tinh thần một khi đã tập trung vào nghiên cứu, đôi khi mấy ngày không mở điện thoại. Mục Đình Kiêu trở về Đế Đô, bắt đầu gây áp lực cho ban quản lý của Tinh Thần, giám sát chặt chẽ các công ty con. Nếu vì sự vắng mặt của Tinh Thần mà tốc độ phát triển bị chậm lại do quản lý kém, hoặc bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt thì tất cả ban quản lý sẽ bị sa thải. Công ty dưới quyền Tinh Thần có phúc lợi nhân viên rất tốt, ban quản lý còn được chia cổ phần và nhận cổ tức cuối năm. Những công ty như thế này, ở Đế Đô có rất ít. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Mục Đình Kiêu, ban quản lý đã có mặt vào ngày mùng 5 và tất cả bắt đầu làm việc vào ngày mùng 6. Ngoài việc giám sát các công ty của tinh thần, Mục Đình Kiêu còn làm một việc nữa, đó là yêu cầu giảm thời hạn phạt tù của Lý Phu Nhân từ 3 tháng xuống 1 tháng. Một tháng lại giảm xuống còn nửa tháng. Thời gian được rút ngắn rất nhiều. Điều này khiến nhiều người không hiểu nổi. Ban đầu anh đã can thiệp rất nhiều để đưa Lý Phu Nhân vào quân đội, bây giờ đột nhiên lại yêu cầu rút ngắn thời gian phạt tù. Khiến mọi người không thể đoán nổi. Nửa tháng sau, trên Thái Bình Dương đã xảy ra một sự kiện lớn. Lý phu nhân trên đường trở về Mỹ, đến vùng biển quốc tế, máy bay riêng của bà ta đã gặp nạn. Sự việc này đã bị dập tắt rất nhanh, trong nước hầu như không có phong thanh gì, nhưng những ai biết Dana Hyboli xuất cảnh đều nghe nói. Bà gặp nạn trên vùng biển quốc tế. Các mảnh vỡ của máy bay thậm chí còn chưa được tìm thấy, nghe nói là bị bắn hạ bởi một quả tên lửa. Không rõ là tên lửa của quốc gia nào, tên lửa hạm đội hay tên lửa hành trình cũng không thể tra ra được địa điểm phóng tên lửa nằm gần châu mỹ không liên quan đến trong nước tinh thần biết chuyện này là mấy ngày sau khi máy bay của bà ta gặp nạn cô mới nhớ ra đã lâu không kiểm tra email mở máy tính mới biết là ôn dung đã báo cho cô giờ cô mới biết bạn trai cô lợi hại đến mức nào à tên lửa bắn máy bay chuyện như thế này chúng ta nghĩ còn không dám nghĩ tới cô nói thanh toán trực tuyến toàn cầu không nhờ anh ấy giúp đỡ thì còn tìm ai được nữa. Chuyện này khiến tinh thần rất sốc. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của Ôn Dung ba lần mới tiêu hóa hết sự kiện này. Cô nghe chuyện này từ đâu? Ôn Dung lập tức gửi cho cô một bức ảnh, trong đó có vài mảnh vỡ của máy bay gặp nạn đang trôi nổi trên biển, một số khu vực còn bốc khói, là ảnh chụp vệ tinh. Chuyện này chỉ cần tra một chút là biết thôi, tin tức bên Mỹ thì nhiều, còn trong nước thì đã bị dập tắt hết rồi. Còn nữa việc lý phu nhân được thả sớm cô nghĩ là ai có thể làm được ai là người quan tâm nhất đến chuyện này và muốn dồn lý phu nhân vào chỗ chết ngoài mục đình kiêu tinh thần không thể nghĩ ra ai khác nhưng không phải chứ mục đình kiêu làm sao có thể bắn hạ máy bay riêng của bà ta trên vùng biển quốc tế hơn nữa lại còn sử dụng tên lửa rốt cuộc là anh đã làm thế nào nơi đó là thái bình dương là sân chơi của hải quân mỹ thật sự là anh ấy sao vậy thì có lẽ cô đã không hiểu hết về mục đình kiêu anh ấy đã che giấu cô rất nhiều điều nếu đúng như vậy kiếp trước mục đình kiêu làm sao lại chết thảm còn hy sinh cả thận của mình để cứu tinh thần tinh thần cảm thấy rất dối bời cô nhắn tin cho ôn dung để tôi bình tĩnh lại đã bây giờ đầu óc tôi hơi loạn cô loạn cái gì chứ người đàn ông của cô không đơn giản như cô nghĩ đâu cô nghĩ việc làm người thừa kế của mục gia là điều gì đó lớn lắm sao anh ấy căn bản không cần danh phận đó. Tôi còn nghĩ anh ấy chỉ dùng thân phận đó như vỏ bọc của mình thôi. Mới 23 tuổi mà đã có quyền lực điều động tên lửa, đối tượng tấn công là phu nhân của một ngân hàng quốc tế nổi tiếng là thiết huyết phu nhân. Nhưng tinh thần à, nếu việc này bị phát hiện là do anh ấy làm, thì sau này chắc chắn gia tộc Hai Boli sẽ không bỏ qua đâu. Anh ấy phải cẩn thận một chút. Lý phu nhân ở đế đô có thể cho nổ đường hầm, chứng tỏ căn cơ của gia tộc Hai Boli ở đây rất sâu chuyện này tôi sợ họ sẽ không nhắm vào mục đình kiêu mà quay sang cô nếu là tinh thần của kiếp trước cô có lẽ chẳng có chút sức mạnh phản kháng nào nhưng bây giờ dù tinh thần so với một gia tộc lớn như hai boli vẫn có chút yếu thể nhưng cô cũng không phải người dễ bị bắt nạt mục đình kiêu đã mạo hiểm vì cô đắc tội với gia tộc hai boli kiếp trước cô thật sự rất may mắn khi cứu được một người có bối cảnh sâu như mục đình kiêu cô nhắn một loạt tin cho ôn dung tôi cần yên tĩnh để tiêu hóa chuyện này được rồi đừng hỏi mục đình kiêu anh ấy không muốn cô lo lắng đâu tôi biết rồi kết thúc cuộc trò chuyện với ôn dung tinh thần ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính một lúc lâu anh thực sự đã làm anh thật sự không sợ hãi trước gia tộc hai boli vì cô mà anh bắn hạ máy bay riêng của lý phu nhân tinh thần cảm thấy đầu óc quay cuồng nếu anh ấy thực sự mạnh mẽ như vậy thì khi cô cẩn thận trong kiếp trước anh ấy không nhất thiết phải hiến chính thận của mình. Trong nước không có thì chẳng phải nước ngoài cũng có thể tìm thấy sao? Hoặc có lẽ thời gian quá gấp gáp, không kịp tìm kiếm ở nước ngoài. Lúc đó cô hoàn toàn hôn mê, không nhớ gì cả. Tinh Thần co chân ngồi trên chiếc giường nhỏ. Dạo này bạn cùng phòng làm ca đêm, không về nhà buổi tối, đèn trong phòng cô vẫn sáng đến nửa đêm. Đến 2 giờ sáng, Tinh Thần vẫn không buồn ngủ, cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện này. Từ lúc tan ca lúc 10 giờ tối, cô đã giữ nguyên tư thế này suốt 4 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi chân cô tê dần, cô mới duỗi chân ra. Nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, cô cầm lên, bấm số điện thoại mà cô thuộc lòng. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe, có lẽ Mục Đình Kiêu đã đi ngủ. Nhưng vì cuộc gọi là của Tinh Thần, anh bắt máy. Giọng nói của anh trầm khàn như vừa tỉnh giấc, "Tinh Thần, em tan làm rồi à?" Tinh Thần ngập ngừng vài giây, Ừ. Chỉ với một từ, Mục Bình Kiêu đã cảm nhận được cảm xúc của cô có chút không đúng. Anh nhấc chân lên, đứng dậy khỏi giường, để làm mình tỉnh táo hơn, anh mở rèm cửa sổ lớn để ánh đèn neon bên ngoài chiếu vào trong phòng. Có chuyện gì vậy? Tinh thần rất hiếm khi gọi điện cho anh vào lúc 2 giờ sáng, nếu có, chắc chắn là bên cô đã xảy ra chuyện gì đó. Anh có thể thấy cô qua hệ thống giám sát, cô làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày đều làm việc hơn 12 tiếng rất vất vả. Anh cố gắng không làm phiền cô để cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghĩ lại, đã hơn một tuần rồi hai người chưa liên lạc với nhau. Bên cô chắc không có chuyện gì. Anh đã nhờ người chăm sóc cô. Nghe nói cô ấy có danh tiếng rất tốt trong căn cứ, nhóm nghiên cứu hệ thống rất thích cô. Tinh thần vẫn im lặng, mục đình kêu quay người tựa vào cửa sổ kính, quan tâm hỏi: Em có mệt lắm không? Nếu không muốn ở đó nữa, anh sẽ đến đón em về tinh thần từ chối không em không mệt em chỉ là mới nghe một tin tức cảm thấy rất sốc tin gì vậy mục đình kiêu hỏi ôn dung nói với em rằng máy bay của lý phu nhân đã bị bắn hạ trên vùng biển quốc tế mục đình kiêu cao mày chậm 3 giây mới trả lời đúng vậy là anh làm sao tinh thần nghĩ mục đình kiêu chắc không đến mức nói dối cô ừ anh không chần chừ mà thừa nhận sao anh có thể Tinh Thần chống đầu, cau mày, anh khực người ta rồi, nếu gia tộc Hai Bolly trả thù thì sao? Anh biết gia tộc này có ảnh hưởng lớn thế nào, vì em mà làm thế, có đáng không? Có phải anh đang giấu em nhiều điều lắm không? Mục Bình Kiêu có thể cảm nhận được sự lo lắng của Tinh Thần, chỉ vì chuyện này mà cô không ngủ được, gọi điện cho anh vào lúc 2 giờ sáng. Là anh đã cho người làm việc đó, không chỉ Lý phu nhân, mà cả William Hai Bolly, người có ý định với em, cũng đã biến mất. Tinh thần, anh có thể bảo vệ em, em phải tin anh. Nhưng anh không cần phải vì em mà đắc tội với gia tộc Hai Boli. Cô lo lắng nói. Em là người phụ nữ của anh, anh có lý do gì để tha cho họ? Tinh thần, chúng ta đã đính hôn, sắp kết hôn rồi. Một người có ý đồ với em, một người còn muốn bắt cóc em. Anh chỉ đang bảo vệ em thôi. Mục Bình Kiêu rất bình tĩnh, chuyện này đã được anh tính toán từ lâu. Anh nghĩ rằng có thể giấu được tinh thần, không ngờ cô lại biết sớm như vậy. Ôn Dung thật là lắm chuyện. Tinh thần nắm chặt lấy vầng trán, nhưng cái giá phải trả liệu có quá lớn không? Lỡ họ nhắm vào anh thì sao? Nghe vậy, Mục Đình Kiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không ngủ được và gọi điện cho anh không phải vì tức giận hay giận dỗi, mà vì lo lắng. Cô lo lắng anh sẽ bị gia tộc Hai Boli trả thù. Trước khi làm việc này, anh đã tính đến những hậu quả có thể xảy ra sống ở nước ngoài nhiều năm anh biết cách họ sẽ trả thù sẽ nhắm vào anh thế nào nhưng anh không quan tâm em yên tâm anh không sao chuyện này em không cần phải lo sao có thể không lo được đối phương là gia tộc hai boli đối tượng là lý phu nhân kiêu ngạo và tàn bạo mục bình kiêu mỉm cười ngồi xuống sofa không sao đâu anh sẽ bảo vệ em an toàn anh đã nói như vậy tinh thần không nói gì thêm Hiện tại còn một chuyện cô chưa thể nói với Mục Đình Kiêu. Đó là thời gian nghiên cứu đã kéo dài, ngày cưới của hai người đã định nhưng có lẽ phải hoãn lại. Cấp trên mong muốn cô kiên trì cho đến khi máy bay không người lái rực phong bay thử thành công. Bộ phận động cơ vẫn còn vài vấn đề khó khăn chưa được giải quyết nên thời gian phải kéo dài thêm 3 tháng. Ban đầu tinh thần có thể về đế đô sau nửa tháng nhưng giờ phải đợi đến 3 tháng sau. Tất nhiên, nếu cô yêu cầu rời đi căn cứ cũng sẽ đồng ý cho cô đi. Nhưng như vậy thì quá ích kỷ, nhiều nhân viên nghiên cứu ở căn cứ đã không về nhà nhiều năm, không được đoàn tụ với gia đình, không ai có lời oán thán. Viện sĩ Lý thậm chí còn không trở về khi con trai bị tai nạn xe và cháu gái chào đời. Cô còn trẻ, lùi lại ngày cưới một chút cũng không sao. Nhưng cô không dám nói với Mục Đình Kiêu. Mục Đình Kiêu đã chuẩn bị đám cưới một mình suốt thời gian dài, cô lại vì công việc mà chỉ cần một câu nói đã đẩy lùi đám cưới mà anh đã chuẩn bị suốt nửa năm thật quá đáng vì vậy cô mới không dám cũng là lý do suốt thời gian qua cô không liên lạc với mục đình kiêu vì cô sợ sợ anh sẽ giận